Bắt đầu vào khóa học camera chuyên sâu thì với khóa học này mình sẽ chia sẻ toàn bộ những kiến thức về camera này. Buổi đầu tiên thì mình sẽ học về công cụ để làm sao anh em làm chủ được tất cả những công cụ trên camera trước. Buổi thứ hai thì bắt đầu mình sẽ đi vào những cách kết hợp công cụ với nhau để tạo ra màu tông sáng. Và cái màu tông sáng này là cái màu mình phát triển từ 2014 và đến nay thì mình đã làm được ra rất nhiều màu tông sáng khác nhau. Nhưng đây là một cái màu tông sáng nền tảng để giúp anh em có thể phát triển. Những bạn nào mà làm về cưới thì có phát triển được màu tông sáng, đây là cái nền tảng để các bạn có thể làm ra nhiều màu tông sáng khác nhau. Hay là những cái bạn nào thực sự phục vụ đam mê ấy. Bạn nào thực sự phục vụ đam mê cái sở thích của mình thì anh em có thể sử dụng để chỉnh sửa những hình ảnh cơ bản cho là bạn bè người nhà hoặc là những event sự kiện, thì đây là những tông màu mà rất là phù hợp với đại đa số khách hàng đấy. Thì cái khóa học này là khóa học dành cho tất cả mọi người và nó cũng không hề khó nha anh em nhé, nó không hề khó, nó cũng khá là đơn giản thôi, thì người mới cũng hoàn toàn có thể học được đấy. Thì khóa học này sẽ được chia làm 3 buổi. Buổi đầu tiên sẽ sau khi học xong cái buổi đầu tiên này thì mình sẽ gửi cho anh em một cái form. Sau đó anh em điền thông tin với form đấy, thì cuối cái buổi thì anh em sẽ được gửi cái stock này vào trong cái mail mà anh em đã đăng ký gửi đến trên học viện, thì mình sẽ gửi cho anh em một cái form để anh em đăng ký theo thông tin đấy. Và từ buổi ngày mai thì chắc là hiện tại thì không biết là của mình đang không xem được là có bao nhiêu anh em đang theo dõi cái livestream này, thì những anh em nào đang theo dõi, anh em và bạn bè nó đang theo dõi cái livestream này ấy, thì từ livestream sau thì mọi người sẽ được theo dõi tiếp. Còn những ai mà bên ngoài không theo dõi được cái livestream này, không dành thời gian để tham gia ba buổi này, thì sau buổi hôm nay thì mình sẽ chuyển anh em hoàn toàn sang một cái group mới, và từ buổi ngày 18, buổi 20 thì anh em sẽ học trên group mới đấy. Và những anh em nào theo dõi toàn bộ ba khóa học này sẽ được tặng kèm một stock này, sẽ được tặng kèm một bộ mindset này và rất là nhiều dữ liệu liên quan sẽ chia sẻ cho anh em. Sau khi kết thúc cái buổi học này thì mình sẽ có những màu trong sáng căn bản này, có một số tông màu Trung Quốc đường phố này, và gần như nếu mà anh em theo dõi ba buổi này thì anh em sẽ tự làm được, có nghĩa là tự kéo được chứ không phải sử dụng lạm dụng quá nhiều bài xét nữa đấy. Rồi thì đầu tiên mình sẽ phải đến những kiến thức căn bản nhất của cái khóa học này, đó là mình phải biết hệ màu sRGB ứng dụng như thế nào vào trong quá trình blend chỉnh sửa hình ảnh cưới đấy, chỉnh sửa hình ảnh chứ không như hình cưới, ảnh thời trang, ảnh thiên sân đều phải ứng dụng hệ màu RGB này. Thì cái đơn giản nhất là gì, cái đơn giản nhất là anh em phải biết những cái tông màu này nó có giá trị và thông số như thế nào, và với hệ màu RGB này nó sẽ được kết hợp từ ba màu nào. Thì đây là hệ màu 1 gồm như màu red, green, blue. Thì khi mà pha ba màu ấy cùng với tỷ lệ nó tạo ra màu trắng, và với cái tỷ lệ ví dụ màu đỏ là cực đại này, màu blue cực đại, màu green cực đại, thì nó sẽ tạo ra cái kênh white là màu trắng nhất, nó sẽ có giá trị là 255 và 255. Thì cái giá trị này nó rất là quan trọng với những anh em nào làm nghề, với những bạn đam mê thì có thể ok, tạm thời có thể bỏ qua được. Nhưng với những người đã làm nghề chuyên nghiệp thì chắc chắn phải biết về những cái giá trị thông số này để làm gì. Thì khi mà anh em blend màu, anh em sẽ biết giữ lại làm sao chi tiết cái trang phục nó được sạch sẽ. Và đây là cái yếu tố quyết định rất là quan trọng, quyết định là bức ảnh của bạn có đẹp hay không. 2-3 năm nữa các bạn nhìn lại ảnh của mình thì nó sẽ như thế nào. Mà mình chưa cần phải nói 2-3 năm nữa, mà chỉ sau khoảng 1 tuần, hoặc là có thể những bạn tối nay làm đẹp ngày mai đã thấy xấu rồi. Thì dựa vào những cái giá trị thông số này, thì khi mà các bạn làm blend những tông màu như Hàn Quốc và tông màu Việt Nam thì các bạn sẽ có một bức hình khá là sang nếu các bạn áp dụng cái giá trị của hệ màu RGB vào trong hình ảnh của mình. Thì đây, với cái giá trị mà đạt cực đại red, green, blue, khi mà pha cái cùng giá trị cực đại là 255 này, 255 và nó hạ xuống thì nó sẽ tạo ra màu white có giá trị là 255 và 255. Thì ở đây mình đến một cái đầu tiên, đó là biểu đồ histogram, thì nó sẽ có giá trị như sau. Những cái mà anh em mình sẽ học về hệ màu RGB này sẽ làm đâu? Máy tính này, phần hiển thị của máy tính là thứ nhất. Phần thứ hai là phần điện thoại. Đấy, những màn hình điện thoại mình xem hàng ngày. Phần ảnh mình nhìn hàng ngày này. Và trên TV thì những cái này nó sẽ được sử dụng trên hệ màu RGB. Còn có một hệ màu chính nữa mà anh hay sử dụng, đó là hệ màu CMYK. Những CMYK dành cho những em in ấn như rất là nhiều. Chủ yếu là anh em in ấn sử dụng CMYK thôi. Còn nếu mà anh em mình làm về blend màu tốt này thì mình sẽ sử dụng trên hệ màu sRGB. Thì đây là một cái giải màu biểu đồ histogram. Thì khi mà các bạn bước vào trong bảng camera hay là Lightroom thì nó nằm ở bên tay phải màn hình. Đấy, nằm ở bên tay phải trên cùng của màn hình là cái biểu đồ histogram. Thì vừa mình đã nói với tất cả các bạn, tất cả anh em ở đây, đó là cái giá trị mà mình được pha được cộng từ 3 hệ màu sRGB này. Khi 3 màu đạt cực đại nó sẽ tạo giá trị 255, 255, và đây là kênh white. Thì từ đây mình sẽ có một cái giá trị màu sắc. Đây là đỉnh white thì có giá trị là 255, và điểm đây là điểm sáng nhất nằm ở bên tay phải biểu đồ histogram. Và cái điểm black này, black thì nó sẽ được pha bởi hệ màu CMYK. Đấy, thì nó sẽ có giá trị là từ 0 đến 255. Và mình phải nắm được nguyên tắc này là cái giải sáng là cái giải sáng trong cái tấm hình của mình ấy. Khi mình blend màu bao giờ nó có giá trị là từ 0 đến 255.
Và khi mà mình phân tích được cái giá trị này ra thì mình sẽ biết à black có giá trị bao nhiêu, shadow có gì, mid tone có giá trị bao nhiêu, highlight có giá trị bao nhiêu, white có giá trị bao nhiêu. Thì ở trong này hiện tại đang hơn 100 năm, hơn 100 người, hai anh em đang theo dõi cái livestream này. Thì không biết là em có bao giờ xem cái giá trị này ở trên biểu thức Gam hay không? Anh em mà chưa vào xem thì em comment là 2 và anh em nào xem rồi comment là 1 nhé. Cái giá trị này rất là hay để sau này khi mà anh em vào lên màu em biết phủ màu ở Shadow thì phủ bao nhiêu, giá trị như thế nào. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em. Thì không biết là anh em đã có bao giờ để ý cái giá trị ở đây chưa? Có bao giờ để ý cái giá trị ở trong biểu thức Gam chưa nhỉ? Hay là anh em bao giờ làm ảnh có bao giờ nhìn vào cái giá trị ở biểu thức Gam này không? Ví dụ ở đây, ví dụ mình sẽ mở hình ảnh này trực tiếp trên Photoshop. Đây thì đây là biểu đồ histogram này và anh em nhìn này, ở biểu đồ histogram này nó sẽ có khoảng là gì, ở black này, shadow này, exposure hay gọi là mid tone này, highlight này, white. Thì không biết là có bao giờ anh em quan tâm đến cái biểu đồ histogram này không, hay là cứ khi vào chỉnh sửa hình ảnh thì anh em mới để ý cái phần này, hay là khi mà vào bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh anh em mới để ý vào cái phần này. Anh em đã xem rồi thì comment là 1 nhá. Anh em nào mà đã biết sử dụng cái này thì comment là 1 và chưa sử dụng được thì comment là 2 luôn nhá. Đấy. Thì để cái buổi livestream của khóa học này nó sẽ đạt được kết quả tốt nhất thì mình sẽ cần anh em cùng nhau tương tác với cái livestream này nhá. Thật ra là đây là cái buổi livestream hoàn toàn miễn phí mà cái mình cần từ anh em đó thì mình sẽ hoàn toàn chia sẻ tất cả những cái gì mình biết về camera để anh em có thể nắm được. Nhưng thay đó thì là cho đi nhận lại thì mình hy vọng là anh em sẽ dành một cái chút thời gian để mình comment những cái vướng mắc khó khăn của mình ở dưới cái livestream này và mình cùng tương tác thì cái kết quả của buổi livestream này nó mới tốt được. Tại hiện tại thì không biết là do mạng mình lắc hay sao là mình đang xem qua cái điện thoại thì không thấy comment, đang bị khá là giật lắc. Trả lời rất đẹp tất cả anh em. 168 anh em theo dõi livestream. Anh Thành anh thử lấy cái điện thoại anh theo dõi vào cái buổi livestream này xem nào. Anh em đang comment ở trên này rất là nhiều nhưng mà hiện tại thì mình đang nhận qua cái điện thoại để mình xem cái phần bình luận thì khá là ít, thì anh em đợi một chút nha, đợi một chút. Rất là nhanh thôi, rất là nhanh thôi. Thật ra hay xem nhưng không hiểu lắm. Ok, anh em nào không hiểu thì sau cái này sẽ hiểu. Group hay là đấy. Trong cái group ở đây để gửi lên ngay. Và buổi sau nha anh em lưu ý là buổi sau thì mình sẽ học qua Zoom nhá. Là 168 anh em thì buổi sau là mình sẽ học qua Zoom. Thì sau cái buổi livestream này thì mình sẽ đưa cho anh em một cái form. Buổi sau này mình sẽ đưa cho anh em một cái form để anh em có thể điền cái thông tin của mình vào, mình xem được khoảng bao nhiêu anh em, đủ số lượng hơn 100 người thì mình sẽ học qua Zoom nhá. Học qua Zoom thì chất lượng nó sẽ tốt hơn. Thì cái buổi đầu tiên mình sẽ chia sẻ về công cụ thì có thể ok mình sẽ học tạm trên Facebook, nhưng buổi thứ hai mình cần cái chất lượng tốt hơn. Thì mình sẽ học qua trên Zoom luôn. Thì đó là tương tác dạng real time thì anh em xem sẽ chất lượng hình ảnh nó sẽ sắc nét hơn, hay nữa là gần như mình sẽ tương tác trực tiếp. Còn khi mà mình livestream qua Zoom này ấy, thì nó cũng được thôi, nhưng mà khi mà livestream qua Zoom ấy thì cái thời gian nó bị độ trễ nó khoảng là 10 giây. Thời gian độ trễ nó khoảng là 10 giây nên là mình xem sẽ bị chậm hơn. Có tham gia được không? Không thấy nội dung, bây giờ phải tham gia một cái nhóm này trước đã. Rồi thôi rồi, không để anh em lại lâu, mình tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhá. Có một số anh em xem ok đúng không? Một số anh em thì vẫn đang nhắn tin cho mình là hơi dần lắc thôi được à, không sao cả. Đấy thì bây giờ mình sẽ nói sâu về biểu đồ histogram này hơn để anh em nó được này. Thì histogram là một cái biểu đồ hình chữ nhật này mô tả việc phân bố số lượng pixel, chính là phần số lượng màu sắc ở trên tấm hình ấy. Thì khi mà anh em chụp một cái tấm hình ra nó sẽ có màu sắc như thế nào thì nó sẽ được mô tả trên biểu đồ histogram này và nó sẽ biểu thị trên từng khu vực sáng tối, và phần sáng và phần tối là sẽ từ black, từ black đến white nhá. Đấy thì nó sẽ là có biểu đồ từ black đến white, nó sẽ chia black này, shadow, mid tone, highlight và white. Đấy thì nó sẽ là mô tả việc phân bố số lượng pixel trên cái biểu đồ histogram này này. Thì ví dụ trong cái biểu đồ histogram này mình sẽ nhìn thấy cái điều gì ở đây, thì ví dụ trên khoảng từ black đến mid tone thì mình sẽ thấy là blue này, có cyan này, một chút magenta hở lên một chút đây này, từ khoảng từ mid tone đến white sẽ có red này, yellow là green này. Đấy thì nó sẽ giúp mình nhìn thấy à trên tấm hình này sẽ có màu sắc và nó được phân bố cái màu sắc này ở
trên cái biểu đồ thức ăn như thế nào, trong từng vùng, ví dụ trong phần black đến mid tone thì có màu gì, và trong từ mid tone đến white có màu gì, thì đấy là cái điều đầu tiên đấy. Thì trong đó trục tung là chiều dọc của biểu đồ gam này, thì nó biểu thị số lượng pixel đang có vùng đó, gọi là số lượng màu sắc đang có vùng đấy có ít hay nhiều. Đó, nó đang có ít hay nhiều thì ở đây thì nó có này, ở đây nó sẽ có ở cái phần black đến mid tone rồi. Ok, bây giờ mình mới xem là bình luận. Rồi thì cái tiếp theo của cái biểu là chụp hoành này, nó biểu thị ánh sáng của tấm hình từ trái qua phải. Nên là khi mà anh em chụp ấy, nếu mà anh em nào chụp ở đây thì anh em phải nhìn biểu đồ thức cam này, em đánh giá tấm hình mình bị dư sáng hay là thiếu sáng. Ví dụ như cái tấm hình mà được sử dụng ở biểu đồ thức cam đang đo này ấy, thì đây là cái tấm hình này khá là cân bằng này, cái giải sáng là từ black đến white là khá là đều đấy, từ black đến white khá là đều, thì nó biểu thị bằng cái lớp gray này, lớp gray lớp màu trắng này nó đang được tăng, nó đang được trải đều từ black đến white, và nó có xu hướng là ở đỉnh này thì nó hơi cháy sáng một chút, và nó tập trung nhiều trong khoảng shadow này. Đấy, nó tập trung khoảng nhiều shadow và mid-tone. Đấy, thì cái này giúp mình đọc được cái màu sắc, cái pixel của tấm hình ở trên biểu đồ histogram, và nó sẽ cho mình biết được rõ ràng một điều là tấm hình này đang sáng hay đang tối. Đấy. Thì ở đây nó có một cái nữa là nó sẽ có một cái giải sáng, anh em nhớ là cái quan trọng mình muốn nói anh em là mình không muốn anh em học cái này nó sẽ đỡ bị mông lung. Cái quan trọng mà mình nói với anh em đó là cái giải màu, là cái giải sáng nó sẽ xuất phát từ 0 và kết thúc ở 255. Để sau này khi mà anh em học sâu hơn về công cụ, về cớp thì anh em sẽ biết cái giá trị ở những từng vùng nó là gì. Đấy, thì sau khi mình nắm được cái giá trị về thông số này thì sau này mình blend màu nó rất là tốt, đặc biệt là ứng dụng tạo ra những đường cong đối xứng ở trên camera để tạo ra những màu trong hoặc là những màu vintage. Rồi. Thì ở đây mình sẽ vào trực tiếp trong camera, sau đó mình làm ứng dụng thực tế nhé. Thì để bỏ qua phần lý thuyết này vì học lý thuyết nó khá là đau đầu, ví dụ anh em nào có nhiều thời gian thì sẽ học qua lý thuyết, còn ở đây thì mình sẽ chỉ có 3 buổi thôi, thì bây giờ là mình sẽ vào cái thực tế luôn. Đấy, thì đầu tiên phần biểu đồ histogram và hệ màu RGB về cái phần giải sáng từ 0255, anh em nó lắm được chưa nhỉ, anh em các bạn đã lắm được phần này chưa? Vì thật sự là một số anh em mới thì không hề quan tâm về cái giá trị này, nhưng mà nghĩ là cái này đối với anh em rất là quan trọng. Đấy, và bây giờ bắt đầu mình sẽ vào phần thực hành thực tế trên những hình ảnh để em hiểu về từng cái nhóm công cụ một. Thì anh em đã nắm được phần này chưa nhỉ? Anh em hiểu thì em comment là một nhá. Anh em cùng tương tác với mình nhá. Những cái phần nào mà mình hỏi anh em cảm thấy ok thì em comment là một, hoặc là anh em cứ comment ok ạ, hoặc là ok rồi là ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến cái nhóm đầu tiên là nhóm basic. Đấy, mình sẽ đến đầu tiên là nhóm basic ở trên camera. Đây. Đây chính là nhóm basic. Đấy. Và trên nhóm basic này thì mình sẽ tập trung vào những công cụ chính là highlight, white, shadow, black, và một chút về Vibrant và Saturation, sau đó thì mình sẽ chuyển sang cớp. Thì cái này học rất là nhàn thôi. Ở đây thì mình đã có những bài phân tích rất là chi tiết đây nha anh em này. Ở trên kênh YouTube của mình ấy, thì thật ra là nói thật với anh em là đa phần anh em rất là ngại xem, bản thân mình thế thôi, khi mà xem một cái video thì thường rất là ngại, nhưng mà mình khuyên thật tình anh em đó, đây là những kiến thức gì, đây là những kiến thức mình bỏ ra rất là nhiều tiền sau rất nhiều năm kinh nghiệm, đến bây giờ là 8-9 năm kinh nghiệm. Và thứ hai đó là mình bỏ rất nhiều tiền để sang nước ngoài học để mình làm ra những cái phần giáo trình về video chia sẻ về những nhóm công cụ này, thì anh em nên dành một chút thời gian để anh em xem cái này. Thật sự nó là miễn phí này, đôi khi anh em nghĩ nó không quan trọng, nhưng mình nói thật đây là những cái tâm huyết và đây là những cái giá trị mà mình học ở Trung Quốc về. Và ban đầu mình học về nó cũng thấy nó bỡ ngỡ, nhưng mà càng sau này khi mà mình thực hành, mình làm nhiều thực tế thì mình thấy là những cái kiến thức đấy nó quan trọng như thế nào. Và đây thì anh em có vào xem như ví dụ như nào, ở trong này nó có một cái giáo trình sơ lược về camera này, và bắt đầu nó sẽ phân tích ở trên này thì anh em nhìn thấy này, mình bắt đầu phân tích về từng cái công cụ một, và trên này nó được phân tích bằng cơ sở là khoa học. Cơ sở khoa học là gì? Không phải phân tích bằng cái cảm nhận. Thì ví dụ như là nhiều người anh em hỏi là mắt, cái làm nghề này mắt có phải cần mắt, con mắt nghệ thuật hay không, thì mình nói nếu mà để làm xuất sắc hay là có một cái gì đó nó khác, thì ví dụ như là có một là mình xác định là mình là một cái gì đó của cộng đồng này, hoặc là cái tố chất mình khác ấy, thì ok mình sẽ nói câu chuyện nghệ thuật. Như ví dụ như mình, bản thân mình không nghĩ là mình là người nghệ thuật, mình sẽ hướng đến là thương mại. Đấy, mình sẽ hướng đến thương mại, phục vụ được số đông khách hàng. Thì đây là những kiến thức mà nó được phân tích ra rất là rõ ràng bằng những chỉ số cụ thể, chứ không phải là cái phần cảm nhận nữa. Đấy, thì cái về thông số này ấy, đã được phân tích rất là kỹ trên những cái video này. Nếu mà anh em nào mà muốn hiểu sâu về những nhóm công cụ này hơn ấy, và có nhiều thời gian hơn, thì anh em lên xem trực tiếp ở trên này. Còn ở đây thì mình sẽ không có nhiều thời gian để phân tích kỹ những này cho anh em, vì nó khá là tốn thời gian. Thì trên này nó là những cái giá trị, những cái thông số mà rất là quan trọng, thì anh em cần xem kỹ những video này để anh em nắm chắc hơn
về cái phần lưng chuyên sâu về camera và hiểu rất kỹ về công cụ white highlight white highlight trong trường tăng và giảm. Ví dụ trường đầu tiên là giảm 100 và trường hợp hai là tăng 100 để mình so sánh được. Rất nhiều bạn đang nhầm lẫn là highlight là điểm sáng nhất, white là điểm màu trắng, nhưng cái đấy nó chỉ là kiến thức chung chung và là không rõ ràng được. Thì anh em nên dành một chút thời gian và vào trong kênh YouTube của mình, search kênh YouTube là Hồ Nghĩa, sau đó thì vào xem những video mình đã làm ở trên này. Ví dụ nó có những điểm giống khác nhau giữa highlight và white, shadow và black, rồi vibrant và saturation. Thì đây là những cái phần mà giúp anh em hiểu rõ hơn những bộ công cụ này. Thì anh em vào trong này xem nhé, vì video sẽ khá là dài. Đấy, thì anh em dành một chút thời gian để theo dõi những video này thì chắc chắn là sau này sẽ tốt cho anh em rất là nhiều. Càng làm nghề lâu năm thì anh em sẽ càng thấy những video này sẽ chất lượng. Đấy. Thì đợt vừa rồi mình có một kênh YouTube là Tizino thì số lượng người theo dõi và đăng ký nó rất là cao, nhưng mà do mình làm một cái video liên quan về Phạm Băng Băng đã hướng dẫn anh em sao chép màu ở đường phố Trung Quốc, và đặc biệt là trong đấy có nghệ sĩ là Phạm Băng Băng, thì mình bị kênh YouTube quét và cái kênh đấy nó bị bay luôn, nên là cái video hiện tại mình đăng nó chưa hết. Hiện tại thì mình đăng nó chưa hết, nhưng mà hoàn toàn là anh em phải vào đây xem được cũng rất là nhiều kiến thức cốt lõi về camera ở trên này rồi. Đấy. Và hiện tại thì đang có 173 anh em đang theo dõi cái livestream này nhé, thì anh em có thể vào kênh YouTube của mình và ấn vào cái đăng ký để ủng hộ mình nhé, ủng hộ kênh YouTube của mình đang trên, để trên kênh Hồ Nghĩa này. Mình có một kênh nữa là Tizino, nhưng mà thôi được rồi, anh em cứ follow kênh Hồ Nghĩa này trước là ok. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích những cái nhóm cụ đầu tiên ở trên camera. Đầu tiên là kéo trong trước. Hiện tại thì mình đang để màn hình của mình nó dài hơn so với màn hình của anh em đấy nhá. Vậy là màn hình của mình là màn hình 34 inch. Còn màn hình của anh em là màn hình 24. Đấy, thì cái độ phân giải màn hình nó khác nhau. Thì tại sao mình lại sử dụng màn hình này? Vì mình làm ở bên training chủ yếu là giảng dạy, thì mình cần phải chia đôi màn hình để khi mà anh em ngồi sau nhìn rõ ràng hơn về công cụ và đánh giá được hai tấm hình. Đấy. Đấy nhá, thì đây là những cái tông màu kéo màu trong, và ở Việt Nam thì cũng áp dụng được bình thường nha em nhé, nhưng mà mình sẽ làm theo tuần tự những cái module mà mình học ở Trung Quốc để anh em nắm được rõ ràng về từng nhóm công cụ một, đặc biệt là phần basic. Đấy, thì bình thường khi mà làm cái màu trong như thế này thì mình biết ở đây rất nhiều anh em còn đang rất là mông lung về công cụ, anh em phải đi tìm mời xét, sau đó thì thả vào, anh em sẽ áp cái mời xét vào, sau đó ngồi kéo đi kéo lại kéo đi kéo lại, và như vậy thường thường nó rất là loạn. Đến khi mà anh em làm được màu trong thì có thể là màu da mặt được thì màu đỡ hỏng, hoặc là tổng thể tới mình có thể là nhìn qua thì được, nhưng vào chi tiết thì lại bị vỡ màu, tóc tai nó bị ám màu hay là nó bị vỡ chi tiết chẳng hạn. Thì bây giờ anh em cố gắng này, em xong xong 3 buổi này thì em sẽ có phần nào đó hơn, là anh em sẽ hiểu về công thức làm màu trong, hai nữa là anh em sẽ sử dụng đúng công cụ, gạt đâu chúng đấy. Đấy, còn tất nhiên để mà làm tốt về những tông màu như là Trung Quốc hoặc là Hàn Quốc hay những tông màu hot trend chẳng hạn thì nó sẽ cần một thời gian. Rồi thì bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em về cái phần công cụ là Shadow Black. Shadow Black nhá. Ở đây thì em sẽ nhìn để ý là Shadow Black, mình sẽ phân tích kỹ hai công cụ này trên cái hình ảnh này. Thì đầu tiên này, cái nguyên tắc kéo màu là gì? Rất nhiều anh em hỏi mình là nguyên tắc kéo màu ở trên camera đầu tiên mình sẽ kéo cái gì? Nhiều anh em sẽ quan tâm là kéo sáng, nhiều anh quan tâm là kéo nhiệt độ màu. Thì cái nguyên tắc cơ bản và đơn giản nhất là gì? Cái gì khác nhất trên cái tấm hình thì mình sẽ kéo cái đấy. Và cái quan trọng nhất để các bạn làm được ảnh đẹp là các bạn phải xem nhiều, cái tư duy nhiều trong đầu mình phải nhớ được cái bức hình đấy. Hai nữa là các bạn có thể mang về sao chép, các bạn đặt cái hình đấy ra bên cạnh, sau đó mình lấy cái hình mình kéo theo cái hình khác, vì ở đây là mình có hình mẫu và hình gốc nó cùng file, nhưng mà sau này thì các bạn sẽ mô phỏng những cách của Trung Quốc hay là của những cái người mà các bạn thích ấy, thì các bạn tải file người ta về, các bạn phân tích, sau đó bạn đặt ra bên, sau đó bạn kéo. Thì nguyên tắc để mô phỏng đầu tiên là gì? Là các bạn sẽ phải thấy cái gì nó khác thì các bạn sẽ kéo đầu tiên. Thì đây mình thấy cái nhiệt độ màu nó khác thì mình sẽ kéo nhiệt độ màu đầu tiên, đó là mình giảm nhiệt độ màu đi này. Đấy, thì nó cái màu đã ra cùng màu một chút. Tiếp theo ở đây là nhìn cái shadow, là nhìn cái ảnh này, cái ảnh này nó khá là trong đây, khá là trong, và cái chi tiết tóc ở đây lên là cái chi tiết lên sợi tóc. Thì ở đây mình sẽ làm như vậy, thì mình sẽ lưng shadow đây này. Đấy, đấy là cách phân tích về chi tiết nhá. Lưng shadow thì ảnh nó trong đây này, nó sáng cái vùng tối nhất lên, sau đó mình dìm black xuống. Thì đây là cách kết hợp để làm trong tấm hình bằng black và shadow. Thì nguyên tắc để làm trong sẽ là giảm black và tăng shadow, nhưng tuy nhiên cái này nó sẽ vẫn là nhược điểm nhé anh em nhé. Đây này, nhược điểm nó sẽ làm cho tóc nó bị sơ sát, nhưng do cái ảnh mẫu đang sử dụng cái công thức này, ảnh mẫu sử dụng công thức này lên cái tóc lên được sợi, và khi mà mình kéo đúng công cụ này, khi mà mình kéo công cụ, kéo đúng công cụ, gần như mình kéo vài công cụ nó đã ra rồi, nó rất là hay để mình không phải sử dụng áp dụng bờ xét. Ví dụ ở đây mình có một đống bờ xét này, ví dụ như mình có rất là nhiều bờ xét như là về màu trong hay là một số tông màu Trung Quốc, ví dụ màu trong đi, ở đây có một số 2, số 3 không có. Nhưng khi mình thả vào như thế này, mặc dù đây là những màu trong của nó thật, nếu mà anh em là tham gia học viên của Tizino biết những cái màu này ứng dụng rất là tốt và làm màu rất là đẹp,
Nhưng tuy nhiên nếu mà bạn nào không biết sửa và các bạn làm từ đầu, các bạn làm từ đầu và các cứ ép cái bờ xét này vào, sau đó các bạn ngồi các bạn kéo, các bạn ngồi kéo và các bạn không nắm được cái nguyên tắc của công cụ và các bạn không biết cái điểm dừng, thì các bạn kéo rất là lâu và quay lại cái bức hình nó vẫn hỏng và nó tốn rất là nhiều thời gian. Thì đấy, nếu mà kéo theo nguyên tắc từ ban đầu, hiểu cặn kẽ đấy, thì mình sẽ kéo những cái gì khác nhất, thì mình hiểu công cụ nữa, thì cái bức hình của mẫu của mình nào sẽ rất là dễ. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ phân tích và shadow black nhá. Thì với cái ảnh này để làm trong thì sẽ giảm black và shadow, thì đây là cái nguyên tắc đầu tiên. Muốn làm ảnh trong thường thường sẽ là giảm black và tăng shadow. Ngược lại này, các bạn chỉ làm ngược lại, các bạn biết ngay này, các bạn mà giảm shadow các bạn tăng black lên thì lập tức các bạn thấy là sao? Các bạn thấy cái ảnh nó bị phủ không? Đúng không? Các bạn ở comment nhé, các bạn thấy là ảnh nó bị phủ không? Và nó không được trong không? Thì cái nguyên tắc mà giảm shadow tăng black này phù hợp với những ảnh nhẹ nhàng, phù hợp với tông Hàn Quốc. Nếu muốn ảnh nó êm nhẹ nhàng thì sẽ là giảm shadow và tăng black, nhưng với màu trong kiểu như thế này, dạng fashion như này một chút thì lên giảm black và tăng shadow. Rồi tiếp theo là màu nước. Màu nước thì ở đây nó cái màu bên này bên phải nó xanh hơn, thì các bạn tăng vibrant lên này. Tí nữa mình sẽ phân tích về vibrant và saturation nhá. Ở đây thì mình sẽ tăng vibrant lên này, lập tức cái màu nước lên được màu xanh này. Đấy, nó lên được màu xanh nào lên rất là nhiều, đặc biệt là màu xanh blue. Thì đây là nguyên tắc. Sau đó thì mình sang đây. Color mix mình giảm màu da đi này. Lên sáng cái phần da mặt đây một chút. Đấy, như vậy là mình đã có một cái tấm hình before after rất là giống nhau rồi. Đấy, rất là giống nhau. Còn tất nhiên để phân tích kỹ về chi tiết thì nó chưa được chuẩn 100% đâu. Ví dụ như cái áo bên này nó hơi kiểu như là màu xanh hơn này, thì các bạn cần phải nắm được những công cụ đổi màu nhá. Thì trong cái không gian màu của HSL, đây là không gian màu HSL này, thì nó sẽ có ba kênh là Hue, Saturation và Lumion. Thì Hue là đổi màu, thì bây giờ mình muốn đổi là cái màu áo màu vàng ở đây nó đang bị hơi cam, còn bên này nó hơi xanh green này, thì mình vào green mình chuyển này. Đấy, thì lập tức cái màu vàng ở trên cái áo này nó sẽ chuyển sang hơi green. Còn nếu mà muốn áp lực mạnh thì chuyển yellow. Đấy, thì lập tức cái áo nó sẽ đổi màu. Thì đây là cái cách phân tích tấm hình mẫu và sau đó thì mình sẽ mô phỏng theo. Thì với cái hình này đầu tiên thì nó rất là đơn giản đấy, chỉ cần kéo như vậy thôi. Đấy, thì em thấy là nó rất là dễ đúng không? Nếu mà làm những màu trong mình nắm được công thức mà chất lượng file gốc ổn thì gần như là mình kéo rất ít công cụ thôi. Khi mình làm như thế này thì ảnh nó không bị vỡ màu và nó sẽ làm cho ảnh rất là sạch. Nó không bị can thiệp quá nhiều tạp chất, quá nhiều màu sắc vào trong tấm hình. Nếu mình ép bờ xét vào đây thì mình phải sửa lại, mất rất nhiều thời gian, nó đang bị thay đổi quá nhiều thứ. Vì bờ xét thì người ta được tối ưu là rất nhiều công cụ khác nhau, ở curve rồi color vision rồi color garden rồi color mix, thì nó can thiệp quá nhiều thứ. Thì khi đó mình áp cái này vào thì nó sẽ áp bờ xét vào thì nó sẽ làm cái tấm hình nó bị vỡ màu, hoặc là một số chi tiết không cần can thiệp thì nó sẽ hỏng. Còn ở đây thì một số anh em là chưa nắm được cái này thì nói luôn là anh em nhìn thấy cái tay này, cái tay nó hơi bị tối thì anh em vào cái công cụ brush này, anh em lưng lên thôi, lưng cái công cụ brush này. Thì cái này là cơ bản nhé, mình sẽ nói qua phần cơ bản một chút thôi, sau đó mình sẽ chuyển sang nâng cao luôn, nâng cao hơn một chút đấy. Thì mình khuyên anh em luôn là rất nhiều người hỏi là lên làm ở trên Photoshop hay làm ở trên Camera. Thì cái định dạng mà anh em hay làm để mà nó nhẹ nhất ấy, nếu anh em để dạng Smart Object thì file bảo toàn thì em nên để đôi do cũng được. Nhưng nếu mà anh em không làm theo kiểu đấy mà mình muốn làm thương mại thì tất nhiên mình phải làm JPG rồi, nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi đó mình can thiệp công cụ ấy, mình lên sử dụng ở trên đuôi do, là có nghĩa là mình sẽ can thiệp cố gắng là tối ưu trên camera để ra Photoshop mình làm nó sẽ nhàn hơn. Thì với những ảnh kiểu như này thì lên sử dụng Achievement Brush ở trong camera. Thì công cụ Achievement Brush này nằm ở bên tay phải này, từ trên xuống, đây là công cụ Brush giúp anh em can thiệp trên từng chi tiết của tấm hình đấy. Sau đó mình open là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi sâu hơn về phần này này. Đấy, mình sẽ đi sâu hơn về cái phần này để anh em nắm được nó còn cái nữa khá là hay với công thức Black và Shadow. Tiếp theo đó là curve, thì mình sẽ nói luôn về cái phần này để anh em có thể ứng dụng được cái công cụ Shadow Black hay là kỹ càng hơn. Thì mình sẽ dần phân tích cho anh em thêm một cái nữa, đó là về công cụ nhóm công cụ Highlighting Gen. Anh em đợi chút để mình mở lại cái này, là có một cái hình mẫu. Cái này nó có hình mẫu ở bể bơi và nó rất là trong, thì bây giờ mình sẽ làm lại cho anh em xem này. Thì anh em nào đã xem video này thì anh em có thể đợi, kiên nhẫn đợi một chút nhá. Mình sẽ lướt qua rất là nhanh những video này thôi, nói qua một chút để tập trung vào cái chính. Đấy, thì sau này khi mà anh em làm trong mà anh em hiểu về những cái tiêu chí này, anh em làm màu trong nó rất là nhàn và cực kỳ nhanh, không tốn quá nhiều thời gian. Đây, thì ở đây mình có một cái ảnh bể bơi này. Đấy, mình có một cái ảnh bể bơi nó rất là đục màu, nó rất là đục, có nghĩa là ban đầu rất là đục và giờ làm sao để làm trong. Thì mình nói luôn này, rất nhiều anh em hay nhầm lẫn là anh em cứ tưởng contrast là trong nhất này, có nhiều anh em thì nhầm đi hay là trong nhất, có nhiều anh em nhầm là đi hay là trong nhất, nhưng mà tất cả những này đều sai anh em nhé.
nó có làm trong nhưng không phải là công cụ làm trong nhất của tấm hình. Nếu anh em nào mà cứ lạm dụng, đặc biệt anh em mới mà cứ lạm dụng quá nhiều cái phần contrast làm cho ảnh nó gắt và rất là khó chịu. Và đây là cái lỗi chung của tất cả anh em, có nghĩa là nhiều khi là anh em cứ bắt chước người ta, anh em làm cái màu trong thì anh em cứ kéo contrast lên để ở trong thì sai nhé, những cái này sai hoàn toàn. Thì mình phải cố gắng là mình biết sử dụng nhóm cụ 2DPG này thì mình sẽ làm trong tấm hình rất là tốt. Thì đây mình sẽ không để anh em đợi lâu, mình kéo luôn, kéo luôn cái này vì mình đã có những cái livestream này rồi nên có thể ở đây một số anh em đã xem rồi thì mình kéo luôn. Thì cái này mình phải cân bằng màu trước đã. Đấy, cân bằng màu thật chuẩn. Sau đó thì bắt đầu mình can thiệp công cụ này. Đấy, bình thường thì anh em sẽ tưởng là kéo contrast là trong nhất nhưng ở đây không phải nhá. Ở đây trong nhất thì sẽ là gì? Giảm black này, tăng shadow này. Đấy, sau đó mình tinh chỉnh lại phần nhiệt độ màu một chút. Cái này bị xanh cộng tím đen. Đấy, thì đây cái mà để làm trong tốt nhất là ở trong cái nhóm 2DPG này không phải là contrast mà chính là black và shadow. Đây mới là nhóm công cụ làm cho tấm hình nó trở nên trong nhá. Đấy, ví dụ trong trường hợp này đây mình đã kéo cùng công thức, mình bỏ đi này, mình sẽ bỏ phần shadow này, bỏ black này thì mình kéo hết contrast 100. Thế anh em thấy nó có trong không? Anh em có thấy nó trong không nhỉ? Chắc chắn là không đúng không? Mà nhìn nó rất là sáng hay nó bị gắt và lóa. Thì ở đây mình chỉ cần là kéo lại giảm black này. Đấy, thì lập tức mình đã có một cái tấm hình rất là trong. Kết hợp một chút contrast. Giảm black sâu một tí nữa. Đấy. Thì đây là cái nhóm công cụ làm trong hình rất là tốt, đặc biệt những file chụp bị mù. Đấy, thì có thể áp dụng công thức trong sáng bằng cái này được, là giảm black tăng shadow. Tuy nhiên là gì? Tuy nhiên là những công thức này bây giờ không hoàn toàn đúng nữa. Vì hiện tại chất lượng file chụp của tất cả những anh em ở studio đã tốt hơn rất là nhiều và được hỗ trợ bởi những dòng máy cao cấp ấy. Thì nếu mà anh em làm như này thường thường nó bị chết đen, nó lên cái viền tóc và lên cái sợi tóc nó bị khô. Thì cái này vẫn đúng nhưng mà ít dùng anh em nhé, ít dùng bằng cái này. Và mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách nữa để làm trong nó tốt hơn sử dụng ở cái thằng Shadow Black. Tất nhiên đây cũng là một cái công cụ rất là hay để làm trong. Nhưng tuy nhiên mình sẽ có một thằng nữa là thằng Curve này. Đây là cái công cụ rất là nguy hiểm, mình gọi là rất là nguy hiểm vì chỉ cần sử dụng cái công cụ này thôi là anh em đã làm cái tấm hình rất là trong và rất là đơn giản. Thì bản thân ở đây là mình làm gì? Mình giảm black tăng shadow thì sang Curve cũng vậy. Curve à, phần Curve này không tăng shadow nhưng mà nó cũng giống như vậy. Đấy, thì ở phần Curve này mình chỉ cần này, giảm cái này xuống này, tăng này lên này, anh em nhìn nó trong không? Và trong hơn cả black và shadow. Trong hơn cả black và shadow. Và ở cái phần này thì mình đấy, và ở cái phần này em nói này, nếu mà anh em làm chủ được Curve ấy, thật ra là Curve nó hoàn toàn có những tác dụng như là highlight, như là shadow, như white, black, hoàn toàn nó tác dụng giống những cái công nhóm công cụ này. Đấy, nó hoàn toàn làm được tác dụng giống này và nó còn nhiều tính năng hơn. Tất nhiên rồi, để mà làm được chủ cái công nhóm công cụ Curve này ấy, thì nó sẽ cần một cái thời gian, cần sự trải nghiệm khá là nhiều thì em mới có thể làm chủ được. Nhưng khi mà anh em làm chủ được thì dần dần anh em sẽ rất ít chỉnh ở trên này. Ví dụ như bây giờ của mình ấy, mình hay sử dụng ở trên này là chính. Tất nhiên nó dùng như này là nếu anh em làm mới dùng như này cho nó dễ. Nhưng mà sau này khi mà anh em làm chuyên nghiệp thì em nên tập trung nhiều vào Curve. Đây là một công cụ khá là hay. Đây là công cụ khá là hay và nó làm được tất cả những tính năng khác của Camera. Thì sau cái buổi này mình sẽ tổng kết cho anh em là Camera có bao nhiêu nhóm công cụ, chứ nó không có quá nhiều công cụ. Anh em không cần phải nhớ nhiều, chỉ nhớ vài nhóm công cụ thôi là anh em sẽ làm chụp được cái bảng Camera này. Và mình sẽ tối ưu. Đây là những kiến thức kỹ năng và cá nhân sau cái thời gian làm việc khá là dài của mình. Thì mình sẽ tổng hợp lại cho anh em để anh em thấy là Camera rất là đơn giản, đặc biệt là anh em mới. Đấy. Rồi cái phần làm trong này anh đã làm được chưa nhỉ? Làm trong bằng Camera là đặc biệt thêm basic là giảm black tăng shadow. Thì phần này anh đã làm được chưa? Anh đã làm được rồi thì comment là một và mình tiếp tục sang cái hình ảnh tiếp theo nhé. Để mình đi nhanh nhé, mình chỉ nói giới thiệu sơ qua để em nắm được cái phần này thôi chứ mình không có phân tích kỹ, nó tốn rất là nhiều thời gian để mình đi vào những cái hay hơn. Alo alo. Một số anh em để ý dù mình, nó là cái group, nếu có ai tham gia thì anh em duyệt cho mình nhé. Anh ai mà tham gia vào trong group ấy thì anh em duyệt cho mình nhé, anh em duyệt cho mình để anh em tham gia nhé. Ở đấy thì đầu tiên đây mình nói lại để cho anh em mới làm được thôi, còn tất nhiên là những em, kể cả những anh em biết rồi thì em cứ theo dõi cái livestream này đi, anh em theo dõi livestream này chắc chắn anh em sẽ có những cái rất là hay mà anh em chưa bao giờ sử dụng đến nhá. Và đặc biệt là cái nhóm công cụ là Color Garden này. Nhóm Color Garden này thì đây là một nhóm công cụ mới ở trên Camera và bản thân thì mình đã sử dụng rất là lâu ở trên Cáp cho ăn rồi. Ví dụ như anh nào làm phim chuyên nghiệp thì em sẽ thấy là như DaVinci hoặc là những người làm phim chuyên nghiệp người ta đều sử dụng cái này. Cái này gọi là không gian màu HSL, không gian màu nha anh em nhé. Còn cái kia nó chỉ là một cái bảng màu đơn giản đơn thuần thôi. Cái Speed Tooling cũ gọi là đây, Speed Tooling cũ này này thì nó chỉ gọi là bảng màu đơn thuần thôi chứ nó không phải là cái không gian màu. Không gian màu là gì thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho anh em.
nói lại phần cớp từ từ chưa đến cớp anh mới tiện tiện nói là basic anh sẽ nói đến cớp thôi. Cái này thì mình sẽ nói rất là nhanh nhá, cố gắng là anh em theo dõi nhá, vì có một số anh em đây biết là anh em đã từng xem những video của mình rồi thì xem lại sẽ hơi nhàm chán, nhưng cố gắng là anh em sẽ cùng mình sẽ cùng để chia sẻ cho anh em mới anh em cũ đều có thể làm được và nó rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến những hình ảnh đơn giản hơn để về làm màu trong và một số tư duy khác, đơn giản khác để anh em có thể ứng dụng được cái công thức làm màu trong vào trong cái tấm hình, không những là Trung Quốc và Việt Nam đều có thể ứng dụng được. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ đến một cái nhóm công cụ của đó là tăng độ bão hòa. À thôi được rồi, sử dụng cái này trước đi. Bài con vịt này chắc là cũng làm nhiều và cũng có nhiều video, thì không biết là anh em đã xem hết chưa, nhưng cứ nói lại nhá, nó không mất quá nhiều thời gian. Bây giờ là 10 giờ. Chuẩn ra thì đây nha anh em, chuẩn ra là cái live stream này sẽ bắt đầu 10 giờ đấy. À, vì thường thường mình live stream khá là muộn kể cả trong group của khoa học ấy. Vì những anh em đã theo nghề này ấy, thì cái chuyện thức đêm nó là chuyện rất là bình thường. Gần như là 10 giờ bắt đầu là 10 giờ làm việc. À, hôm nay live stream 9 giờ là cũng khá là sớm. Thì để mình có thể cân nhắc ở buổi sau thì mình sẽ live stream muộn hơn nhá. Buổi đầu tiên này thì do là cái quá trình thời gian bắt đầu nó mất nhiều thời gian nên là cái buổi live stream đầu tiên này thì nó sẽ lâu hơn một chút, Rồi bây giờ nhá, mình sẽ bỏ qua những cái công thức để làm trong trước đi, rồi mình sẽ phân tích cho anh em cái nhóm công cụ Vibe và Sawson này nhá. Vibe và Sawson nhá, cũng bỏ qua những khung cái phân tích trên này nhá. Bình thường là mình phân tích trên cái biểu đồ màu này cơ, nhưng thôi. Cái đấy có trên YouTube rồi, xem YouTube cho nhanh. Cái này chỉ nói qua để nắm được nó theo một cái lộ trình từ trên dưới thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng ở trên Vibe và Sawson này. Thì ở đây mình sẽ kéo nhiệt độ màu này. Mình kéo màu trước. Đấy, làm trong này anh em vừa mình dạy làm trong xong, anh em làm trong xong ấy. Đấy. Sau đó mình giảm black đi này. Đấy, giảm highlight này. Rồi bây giờ tăng màu, tăng độ bão hòa lên thì mình sẽ sử dụng như color vision này, thì nó cũng tăng màu lên này. Sử dụng tiếp là mình sẽ ở phần basic mình thử vibrant saturation này. Thì mình cứ kéo luôn để ra công thức cho trong luôn anh em nhìn thấy nhá, sau đó mình sẽ phân tích là tại sao tấm hình này lên được màu nước blue. Và mình sẽ phân tích cho anh em để anh em nắm được về những cái tác dụng của những cái nhóm công cụ tăng cái độ bão hòa như là vibrant này. Saturation này, đấy, như là Carbizion này, đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay lại basic để mình cân chỉnh lại màu một chút để cho nó giống cái màu mẫu đó. Xong mình quay lại phân tích cho anh em sau nhá. Quay lại phân tích sau, bây giờ mình kéo để cho nó ra màu mẫu đã, để đỡ mất thời gian. Thì những cái này là những cái căn bản anh em hoàn toàn có thể xem lại được hoặc xem trên cái YouTube của mình ấy, nó có rồi. Thì đây mình chỉ để nói qua để anh em nắm được thôi. Hơi bị blue, tăng vào một chút, giảm sau dần đi thì rồi color mix thì ở trong này là cái không gian màu thì mình sẽ tăng cái thằng blue lên cho mặt nước nó lên được blue này. Tiếp theo mặt nước bên này nó sáng hơn thì mình nâng cái thằng lumion này á, lumion của blue là kéo sáng này, đây là kéo không gian màu thì đây là kéo sáng tối của cái màu này, saturation là độ bão hòa của cái màu ấy, và đổi hue là đổi màu mặt nước này thì mình sẽ đổi ở những cái kênh ao qua này, nó sẽ đổi màu mặt nước cho mình nhá. Đấy, thì mình đổi làm sao cho phù hợp. Thôi được rồi, tạm thời thì sẽ làm đến đây thôi, không cần phải làm quá giống, nhưng mình sẽ nói cho anh em về một cái công cụ đó là Vibrant và Saturation để anh em nắm được về hai công cụ này, để sau này khi mà mình sử dụng sẽ linh động. Đấy, sau khi mà sau này anh em khi mà đã làm chủ nó thì anh em sẽ linh động trong trường hợp là mình sử dụng Saturation và trong trường hợp là sử dụng Vibrant, để không còn bỡ ngỡ hai công cụ này là gì. Rất nhiều anh em đang kéo theo cảm tính, rất nhiều anh em đang kéo theo cảm tính, thì ở đây mình sẽ nói để anh em nắm được hai công cụ này, sau này khi mà anh em dùng anh em đặt đúng công cụ rồi. Rồi thì bây giờ anh em nhìn này, trong cái trường hợp này mình đã tăng vibrant rất là cao. Đấy, mình tăng vibrant rất là cao thì nếu mình không tăng vibrant trong trường hợp này thì chắc chắn cái nước này không nên là blue này. Mình để quay về không này anh em này. Đấy, mặt nước ban đầu phai gốc. Mặt nước ban đầu phai gốc này. Nó không có màu blue luôn. Nó chỉ có hơi một chút ánh nắng và nó hơi ám màu mây xuống một chút nhưng nó không có màu blue. Đấy thì bây giờ để cái tấm hình nó có màu blue ấy thì có một cách duy nhất để em là tăng được cái này thì đó là anh em phải sử dụng vibrant, và đây là cơ chế hoạt động của thằng vibrant này là gì? Vibrant sao này cùng có tác dụng để tăng cái độ bão hòa tấm hình lên. Nhưng cái cơ chế hoạt động của thằng Vibrant này là tất cả những cái độ bão hòa màu sắc khi mà tăng lên nó sẽ tập trung chính vào hai kênh màu, đó là blue và yellow. Blue và yellow em tập trung vào vàng và màu blue đấy, màu xanh da trời. Thì khi mình tăng Vibrant này lên ấy, nó tập trung vào blue lên blue rất là nhiều. Đấy, và cơ chế hoạt động của thằng này là giống hết cái Vibrant này cùng để tăng độ bão hòa, nhưng khi mà các màu sắc được đạt cực đại nó sẽ dừng lại. Có nghĩa là ví trong trường hợp các bạn tăng lên màu vàng, màu blue nó đủ rồi ấy, thì Photoshop và camera nó tự nhận ra một điều, à
cái này nó tăng đã đủ rồi, nó tăng nữa thì sẽ vỡ chi tiết, thì nó dừng lại, nó không tăng nữa. Mà tiếp tục mình tăng vibrant ấy, thì nó sẽ tăng những cái màu yếu lên, những cái màu sắc trong tấm hình mà còn yếu nó chưa lên được thì nó sẽ tăng, tập trung vào màu sắc yếu và màu sắc đủ nó sẽ dừng lại. Thì đấy là cái cơ chế hoạt động của vibrant. Cùng cái công thức này, cùng tất cả những công thức như là basic, như là ở trong nhóm basic này, như là ở curve hay là color mix, color garden này là color vision, mình chỉ đổi ngược lại này, mình cho saturation vào không và tăng vào, cho vibrant là không, cho tăng saturation lên này. Thì anh em thấy điều gì nhỉ? 177 em theo livestream này thì anh em thấy điều gì khi mình làm ngược lại? Bình thường là mình giảm saturation và tăng vibrant đúng không? Trong trường hợp này mình đang giảm vibrant và tăng saturation. Thì anh em có thể comment là anh em thấy cái điều gì trên tấm hình này. Mọi người cùng tương tác nhé. Trong này bình thường là mình cứ gọi là xưng hô là anh em thôi, nhưng có cả bạn nữ, có cả bạn ấy, lẫn lộn hết cả. Ở đây thì anh em sẽ thấy điều gì? Một anh em comment là gắt này, một hai anh em là con là màu da lên này, còn những anh em khác thì sao nhỉ? Mất chi tiết, chuẩn rồi, một anh em anh thơ công nói chuẩn này, mất chi tiết, còn gì nữa không? 174 anh em, mình cho anh em mình thấy cánh tay của anh em nào. Dừng quá thời dư màu đấy, và bị biệt màu, dư màu, tập trung vào gam màu red. Ok, đây là câu trả lời mình đang cần nhất, đó là tập trung vào gam màu nóng, là gam màu red được tăng lên rất là nhiều đấy, màu vàng tăng gắt hơn, ám màu, banh màu đấy. Thì đấy, rất nhiều anh em ở vùng miền khác nhau đúng không? Rồi thôi rồi, để nó không mất thời gian thì mình nói luôn này, cơ chế hoạt động của thằng này là gì? Cơ chế hoạt động của thằng vibrant này tăng lên nó nhiều blue và lên yellow rất là tốt. Và hai nữa là cái ưu điểm nó là ở những cái màu mà đã đạt cực đại sẽ được dừng lại, nên là ví dụ như màu blue hoặc màu vàng đủ rồi nó không tăng nữa và làm cho ảnh nó không mất chi tiết đấy. Còn cơ chế hoạt động của thằng saturation này là gì? Cơ chế hoạt động của thằng saturation này khi mà anh em kéo lên này thì nó chỉ tập trung vào màu nóng thôi, quét tất cả những cái màu mà màu rực, màu nóng ở trên này đấy, nó sẽ được tăng và nó làm cho mất chi tiết. Mất chi tiết, vừa anh công có comment, anh thơ công có comment là ảnh nó bị mất chi tiết đấy. Mất chi tiết có nghĩa là nó làm cho các pixel được liên kết lại. À, bản thân trên cái kết cấu của da của tấm mình là các pixel màu sắc, và khi mà mình tăng lên cái saturation này lên ấy, chỉ nó tập trung vào màu nóng, nó sẽ làm cho cái màu nóng liên kết lại với nhau và làm cho cái màu nóng nó bị liên kết lại, làm cho ảnh bị bẹt và mất chi tiết, mất bẹt và mất chi tiết và rất là rực đấy. Thì anh em cần lưu ý công cụ này để mình sử dụng nhá. Saturation này đơn giản là saturation tăng lên, tăng màu nóng, vibrant lên, tăng lên là tăng những màu ở trung tính, những cái màu nhẹ nhàng đấy. Và hay có một cái thuật ngữ là gì, có một cái thuật ngữ là cân bằng độ bão hòa. Ở đây là nói thật với anh em, đây là mình đã lược bỏ toàn bộ những cái kiến thức mà nó hơi kiểu như là sách vở đi rồi đấy. Mình đã lược bỏ toàn bộ kiến thức về sách vở như trường lớp đang dạy về vibrant và saturation đấy. Đây là mình đi vào những cái thực tế, những cái mà trải nghiệm thực tế của mình. Đây là những cái mà ví dụ mình đi học và những, đây là những cái trải nghiệm thực tế để em hiểu đơn giản nhất về cái nhóm công cụ này. Đấy, thì ở đây mình sẽ có một thuật ngữ là cân bằng độ bão hòa. Thì sau cái buổi này mình sẽ chia sẻ cho anh em năm cái nhóm công cụ ở trên camera mình đã nhóm lại đấy. Thì cái thằng này nó gọi là một cái nhóm ở trong cái nhóm thay đổi độ bão hòa, thì nó sẽ có một nguyên tắc là cân bằng độ bão hòa. Cân bằng là gì? Tăng màu yếu và trừ màu rực để cái tấm hình nó được lo màu. Tăng màu yếu và trừ màu rực để cái tấm hình được lo màu, thì mình sẽ sử dụng cái công thức đó là tăng vibrant và giảm saturation. Tăng vibrant và giảm saturation. Rồi đến đây anh em đã hiểu chưa nhỉ? 178 anh em đã hiểu chưa nhỉ? Anh em hiểu rồi comment xuống dưới bên bình luận như là một hoặc là hiểu rồi nhá. Một hoặc là hiểu rồi anh em comment xuống dần bình luận. Để mình đi rất là nhanh nhá, mình sẽ cố gắng là đi nhanh để mình học được nhiều thứ hơn. Thì không biết là anh em có cảm thấy nhanh không? 176 anh em thì anh em cảm thấy là mình đang nói nó bị nhanh quá không? Bản thân là mình đã là một người nói khá là nhanh. Nên nếu mà anh em cảm thấy nhanh quá thì em cứ comment ở xuống bình luận nhá. Anh em lưu ý những anh em nào để ý cho anh cái là anh em duyệt hộ anh cho những anh em khác ấy nhé. Những anh em khác mà đang tham gia nhóm mà vẫn đang ở phòng trò thì anh em duyệt hộ anh nhé. Một hai ba bốn 174 anh em, thấy anh em bình luận ít quá nhỉ? 174 anh em đâu rồi, cái này của anh em đâu rồi, sao thấy ít quá?
Anh em nào mà thấy nhanh thì báo mình luôn nhá. Em đợi chút để mình ấy nhá. Để mình mở luôn cái điện thoại nữa phần bình luận, sau đó mình sẽ bắt đầu. Có tài liệu thực hành các bạn nhé. Lương Hồng có tài liệu để cho các bạn thực hành. Những các bạn nào theo dõi cái livestream này thì sau cái livestream mình gửi cho các bạn một cái form đăng ký, thì các bạn đăng ký tham gia khóa học này thì mình sẽ có mail của các bạn, và tất cả những dữ liệu này sẽ được gửi trực tiếp vào mail của các bạn nhé. Thì các bạn yên tâm là sẽ có hình ảnh cho các bạn thực hành, và các bạn sẽ đăng lên trên nhóm, và sau đó thì có thời gian thì mình sẽ nhận xét cho các bạn. Ok rồi, tiếp tục được rồi, ok nhá. Thì phần Viber sau giờ này đã hiểu rồi, thì bây giờ mình sẽ nhanh chóng qua một hình khác để anh em học nó nhanh và hiệu quả hơn. Rồi tiếp theo một cái công cụ đó là Clarity, một công cụ Clarity. Cái này thì nó đơn giản thôi, nói qua luôn để nhanh luôn nhá. Đây anh em để ý này, thì bây giờ mình sẽ tập trung vào cái phần Clarity, và cái nữa đó là đây ảnh hoàng hôn. Anh em lưu ý nha, khi mà kéo màu ấy thì anh em nên có một cái tư duy, đó là mình sẽ phải lựa chọn là làm sao cái điều kiện tự nhiên ấy, mình sẽ làm sao để phù hợp điều kiện tự nhiên, đừng có áp dụng màu sắc hay là anh em cứ bờ xét ép vào. Cái mà thật ra để làm ảnh nó đẹp và sang nhất là gì, cứ tôn trọng cái tự nhiên, với nó đang ở điều kiện thời tiết như thế nào thì anh em sẽ làm như vậy. Tất nhiên có những cái bức hình mình cần phải thay đổi nó đi, nhưng nếu những bức hình mà trong cái điều kiện tự nhiên nó khá là đẹp rồi, ví dụ như ảnh này ảnh hoàng hôn, thì mình cần phải tư duy là ảnh hoàng hôn thì ánh nắng mọi thứ nó như thế nào, sau đó mình sẽ làm màu. Quan trọng nhất của anh em là gì? Quan trọng của nhất anh em không phải là công thức thì anh em có thể công thức hay là tool, có thể hôm nay anh em chưa học được nhưng ngày mai em học được, anh em có thể học người này học người kia, nhưng quan trọng nhất là phần tư duy và định hướng cái điểm dừng cuối cùng. Cái điểm dừng cuối cùng khi mình blend màu nó mới là cái phần quan trọng. Thì đứng trước một cái tấm hình mình phải phân tích được này, và mình xác định luôn là cái tấm hình này mình sẽ làm cái gì cho nó, và cái điểm dừng cuối cùng của tấm hình nó là cái gì, thì sau đó mình blend màu nó phù hợp. Thì ở đây là cái ảnh hoàng hôn thì mình sẽ cần phải làm sao, mình cần phải có màu vàng đúng không, tăng vàng mạnh lên. Nhiều anh em sẽ không dám mạnh tay như này đâu, nhưng mà làm nhiều sẽ quen thôi. Hai nữa là mình muốn nó thành hoàng hôn thì nó phải có vàng rồi. Giảm highlight đi, giảm highlight điểm sáng nhất thì lập tức cái mặt nước lên như này. Rồi tiếp tục, để mà lên được cái chi tiết như thế này ấy, tăng black nó không lên được đâu, tăng black lên nó phủ tấm mình lắm. Thì vẫn như công thức vừa lấy thôi, tăng cái thằng này lên, tăng cái thằng này thì nó sẽ làm cho tấm mình lên mặt ra mặt lên chi tiết này. Sau đó mình cộng clarity lên, cộng Gravity để nó sắc nét. Ok thì quay ngược lại là giảm cái phần này xuống. Đấy, mình sẽ giảm phần Exposure xuống. Đấy, như vậy là mình đã có một cái ảnh hoàng hôn này, rất là tốt. Thì ở đây cái quan trọng là gì, mình biết cái điểm dừng và mình cộng vàng rất là mạnh tay. Đấy, nếu mình không nắm được cái công thức này thì thường thường mình làm mình sẽ hơi ngại. Thì bây giờ mình sẽ cộng cái màu sắc nó sẽ không đến nơi được. Thì cái điểm dừng cái quan trọng mình đã xác định là màu như này rồi, khi đó mình kéo mình sẽ dám mình phải kéo mạnh tay hơn nữa thì mới đạt được cái màu sắc mình mong muốn. Đấy, thì với ảnh này thì cần kéo như vậy thôi. Và ở đây thì anh em nhìn thấy mình làm thì rất là dễ, nhưng nói thật anh em khi mà em thực hành ấy, nó sẽ khác đi đấy, nó sẽ khác đi. Vì đây là những ảnh mình đã làm, nói thật với anh em là mình cũng đã làm và đã dạy học viên khá là nhiều. Và thật sự là trong nghề thì mình đã làm quá lâu rồi nên khi mình đặt công cụ nó khá là chuẩn. Còn những anh em mới mà anh em xem thì thấy nó sẽ dễ, nhưng khi mà làm thực tế nó sẽ hơi khó hơn một chút. Nhưng mà nó chỉ cần tập luyện vài lần nó sẽ ok. Rồi đấy, hình ảnh này thì em chỉ cần làm như vậy đó. Còn lại thì em ra Photoshop để trừ màu mặt đi, trừ cái màu rực đi. Đấy, thì đây là cách để anh em làm những ảnh hoàng hôn với ứng dụng là cái Clarity này, làm cho ảnh nó chi tiết và sắc nét hơn. Nó lên được cái kiểu chi tiết như thế này. Thì tùy từng ảnh mới sử dụng cái thằng này nhá. Bây giờ thì đa số là xu hướng là ảnh Hàn Quốc nhẹ nhàng rồi nên là không có sử dụng nhiều cái thằng Clarity này đâu, để làm cho sắc nét, chất lượng file chụp bây giờ mình thấy là anh em chụp cũng khá là ổn rồi. Thì cái sử dụng Clarity nó cũng ít hơn rất là nhiều rồi. Đấy. Rồi một cái trường hợp nữa, đây là một cái trường hợp khá là đặc biệt là không phải là người ta cố tình chụp này nha anh em nhé, không phải là người ta cố tình chụp như này đâu. Đây là một buổi chụp bởi những thợ chụp rất là có tiếng ở Hà Nội đấy. Đây là một cái buổi chụp mẫu và rất nhiều anh em đi chụp, nhưng đây là chụp chơi vào cuối giờ rồi. Đây là cuối giờ là coi là đã buổi tối này, khi mà anh em chụp là chụp vội chụp vàng và để là auto nên là cái phần màu sắc nó ra bị hỏng màu, nó bị cái màu ám nó rất là ghê. Thì ở đây mình muốn sử dụng cái hình này để anh em hiểu thêm một cái công cụ nữa ở trong camera, đặc biệt là mình thấy trên cộng đồng rất nhiều anh em có đăng những hình ảnh là khắc phục những cái file xấu
ở những cái file mà chụp ở tiệc cưới nó bị ám màu nhiều ấy, thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho em một cái công thức để em thay đổi được cái màu sắc đấy rất là nhanh, chứ không phải công thức gì rời bẻ là áp dụng cái này áp dụng cái kia hay chia sẻ mẹo tiếp xúc gì, không có gì khó cả. Chỉ bằng một hai công cụ là em đã có thể làm ra những cái màu khá là đẹp, khử những cái màu này rất là tốt, vì bản chất đây là đuôi do nên cái phần cứu màu rất là tốt. Quan trọng là mình lựa chọn đúng công cụ là ok. Rồi thức Pika này, với những máy đời cũ chụp như vậy khi kéo nó bị lòi có sao không ạ? À, tất nhiên rồi, nếu mà bị lòi nhiều quá thì mình không sử dụng được cách vừa nãy, nhưng mà đa phần là sẽ sử dụng được, vì cái ảnh này, ảnh vừa nãy là ảnh hoàng hôn thì nó không cần nhìn nhiều về chi tiết. Nó bị lòi thì mình có những cái trường hợp là mình khử lòi ở trên Photoshop, hay là hay hơn nữa thì mình dùng Capture đi, Capture nó sẽ công cụ là khử lòi tốt hơn Camera, rồi ra Photoshop thì nó sẽ có những phần khử lòi trong Photoshop nữa đấy. Rồi ảnh này thì đầu tiên là mình sẽ kéo là gì, ở mạnh tay đầu tiên, cái đầu tiên là phải mạnh tay là chắc chắn rồi này. Nhiều anh em sẽ hơi ngại cái phần này, nhưng anh em lưu ý là mình kéo mình có thể cancel được mà, nên là cứ mạnh tay trước vì nó đầu tiên nó bị đỏ bị tím quá rồi. Thì rất nhiều anh em ở đây này, khi mà không nắm được công cụ anh em cứ xuống đây kéo loạn xạ lên, kéo loạn xạ lên, thì ở đây anh em chỉ cần sử dụng cái thằng này này, phủ một lớp màu color vào. Và ở đây mình chia sẻ cho anh em một cái này nhé, cái này kéo màu cực kỳ hay. Anh em nào mà làm ảnh hoàng hôn, ảnh bình minh mà làm cái này auto đẹp luôn, có nghĩa là auto là anh em sẽ có những màu sắc rất là tốt đấy. Thì ở đây mình sẽ dùng color và đó mình di chuyển cái này, di chuyển cái này nó sẽ phủ màu này lên này. Thì bây giờ cái ảnh này nó đang bị làm sao, mình phủ nó bị vàng quá thì mình phủ lập tức cyan vào này đấy, thì nó sẽ khắc phục cái màu rất là tốt đấy. Thì bây giờ ví dụ để như này đi đấy, và mình kết hợp thêm một chút thằng này, này. Giảm vàng này, nó bị vàng quá này, giảm cái này vàng và xanh quá. Đấy, quay lại công cụ camera, can thiệp thêm, giảm quan sát xuống. Đấy, giảm shadow cân bằng lại màu một chút, những cái màu rực trừ màu rực đen, trừ cái phần transition này, tăng chút vài phần đen. Đấy, thì ở đây nó sẽ đấy, anh em nhìn này, quan trọng ở đây là gì? Nó phủ cho mình một lớp color là vậy. Ở đây này anh em kéo này thì nó sẽ ảnh hưởng từ cái màu xanh này, có nghĩa là ảnh hưởng đến màu xanh và giảm dần kết thúc ở màu đỏ. Thì giờ mình để muốn thay đổi màu thì mình đảo ngược lại thôi. Ví dụ ở đây là mình reset lại, mình làm lại cho anh em này, kéo này thì mình sẽ kéo từ trong ra ngoài, thì có nghĩa là sẽ ảnh hưởng toàn bộ tới mình bên trong. Và việc của anh em là gì, vào đây này lựa chọn cái phần color này, phủ trực tiếp cái lớp color này lên cho mình đấy, thì mình ám màu gì thì mình phủ ngược lại thì nó sẽ khử cái màu đấy. Nếu trường hợp ám vàng thì khử cho cyan, ám nhiều blue này, ám nhiều blue thì lại chọn là yellow, thì mình sẽ chọn cái cặp màu đối nghịch để mình phủ lớp màu vào thì nó sẽ khắc phục, nó khử hết cái màu sắc ở trên tấm hình đi, và làm cái ảnh nó không bị ám quá nhiều màu sắc thì đấy, không bị ám quá nhiều màu sắc nữa, nó không bị rực rỡ nữa. Đấy, thì đây là một cái mẹo thôi anh em nhé, và cái mẹo này nó sẽ ứng dụng cho anh em làm ảnh hoàng hôn rất là tốt. Anh em nhìn file này before after này, đấy, đầu tiên là file này nó rất là rực màu, nhưng sau khi mà sửa xong này thì cái file này mình phủ chỉ cần phủ nguyên một cái lớp màu thôi, mình đã có một cái màu khá là ok và là khử hết những cái phần rực màu đi rồi đấy. Rồi cái phần này nó lắm được chưa nhỉ, cái phần khử màu này đặt áp dụng cho file xấu chụp tiệc ấy, thì đây là cách làm của nó, thì em đã lắm được cái cách làm này chưa, anh em hiểu chỗ này đúng không? Đây em nhìn này, đấy thì mình vẫn khử được màu đỏ màu vàng lên và màu lên rất là mềm mại, vẫn khá là ok đúng không? Nó không phải là xuất sắc, tất nhiên nó không thể xuất sắc được, nhưng mà như này là đã ok rồi, nó khắc phục màu và khử màu rất là tốt. Thì anh em là chụp tiệc mà ảnh nó bị nhiều màu thì cứ vào color mà xử lý nha, cứ vào color trong camera mà xử lý đấy. Đấy thì đây là cái phần ở camera và có một cái mẹo thôi. Ảnh này sao, ảnh này thì là phong cách Trung Quốc, à Trung Quốc được rồi, tí nữa mình sẽ làm ảnh này sau. Bây giờ mình sẽ chuyển sang hình khác dễ hơn nha, mình sẽ chuyển sang hình khác dễ hơn để mình ứng dụng. Thì nói thật với anh em ở đây là mình không dạy em cách để làm một cái tấm hình đẹp là nó xuất sắc, mà mình dạy cho anh em hiểu cái công cụ thôi. Ở đây mình đang chia sẻ để anh em mỗi cái hình ảnh này nó giúp anh em hiểu một cái công cụ nào đó ở trên camera nhá, chứ không phải là mình dạy anh em là cái hình này là đẹp. Có thể nó không phù hợp Việt Nam đâu, nó đẹp ở Trung Quốc nhưng chắc là phù hợp Việt Nam, nhưng mình dạy cho anh em không phải là mình dạy em để sao chép cái ảnh đấy, mà mình dạy cho anh em là giúp anh em hiểu về những công cụ có mặt ở trên camera đấy. Rồi bây giờ mình tiếp theo sang những hình ảnh về màu trong nhé. Bây giờ bắt đầu mình sẽ vào sâu hơn về màu trong, sau đó thì mình sẽ quay lại sử dụng cái color garden hoặc là cái gọi là speedling. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái tấm hình như thế này, và đây là chính cái tấm hình mà bạn chăm sóc bên mình đã làm và đăng lên trên nhóm để hướng dẫn cách làm màu trong đấy. Thì với cái này mình chỉ cần kéo vài công cụ thôi, kéo rất ít công cụ là mình đã lập tức làm ra cái màu sắc này đấy.
Quốc Huy thầy dạy sâu color đi ạ. À. Color tí nữa em nhé, anh sẽ nói qua những cái dễ hơn trước đã. À, vì có một số bạn mới làm thôi thì cũng không cần phải đi quá sâu vào color. Color rất là hay đấy. Color thì bây giờ bắt đầu nó các bạn có một không gian màu HSL sắp tới thì mình sẽ chia sẻ đó. Cái đấy nó sẽ rất dễ cho anh em xem màu sắc của Trung Quốc hay là những màu sắc của bất kỳ ai thích để mình sao chép màu rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ duy chép tấm hình như thế này. Thì đây là file gốc. Đây là file gốc của tấm hình nhá. Thì với cái file gốc này thì bản thân file gốc được chụp ở background rất là đẹp và file chụp này cũng được ổn. Có thể là hơi bị gắt một chút nhưng ở đây mình sẽ cần phân tích cái tấm hình để sau đó mình mới làm này. Thì bình thường là mình nhìn cái tấm hình này nó bị sơ sát này. Tất cả những chi tiết hoa trên này cảm giác nó bị chi tiết, nó hơi sơ sát, nó bị khô quá. Còn bên này nó rất là mềm mại. Bên này rất là mềm mại và nguyên tắc đầu tiên là gì? Vẫn như ban đầu là cái gì khác. Đấy. Cái gì khác thì mình sẽ kéo lại này. Đấy, khác cái gì khác chứ tụi mình sẽ kéo thì ở đây mình nó đã bị vàng, mình giảm vàng đi, đầu tiên là như vậy. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói này. Vừa có phải là mình học ở trong cái phần Vibrant là tăng lên nhiều blue không? Thì tăng cái này lên được nhiều blue, nhưng ở đây có một công thức nữa cũng khá là hay, cũng tăng lên nhiều blue. Đó là mình sử dụng ở trên cái thằng Calibration này. Thì ở công cụ Calibration này khi mà em tăng lên ấy, thì màu blue lên cũng khá là tốt. Một phần là lên khá là tốt. Hai nữa là khi mà tăng cái thằng Saturn này lên ấy, ở kênh blue lên thì nó làm cho cái pixel về blue mất chi tiết. Pixel mất chi tiết là gì? Nó sẽ làm cho cái hoa liên kết vào và đây mình sẽ nhìn không nhìn thấy cánh hoa nhiều, nó không bị sơ sát nữa mà nó được liên kết lại với nhau. Nó sẽ làm cho cái cánh hoa của mình nó liên kết lại với nhau thì làm sao nhỉ? Thì nó sẽ làm cho tấm hình nó không bị sơ sát nữa và làm cho mình trở nên mềm mại hơn. Thì bây giờ bắt đầu mình lại thêm một công cụ nữa để tăng cái độ bão hòa, đó là mình sử dụng trên cái thằng blue rồi nhá. Trên thằng blue này nó sẽ làm cho phần cánh hoa mọi thứ nó sẽ được liên kết màu sắc vào và làm cho nó mất chi tiết. Thì cái này là sao? Nó là ưu điểm và cũng là nhược điểm. Nếu mà anh em làm ảnh đôi khi mà anh em làm dụng cái này nhiều quá thì làm cho ảnh anh em không trong nữa và làm cho cái ảnh nó bị bẹt màu, nó bị bết này. Đây kiểu này là bết màu này. Nhưng trong tấm hình này nó sẽ là ưu điểm. Tuy rằng nó nhược điểm tấm hình khác nhưng với ảnh này nó là ưu điểm. Ưu điểm là làm cho cái ảnh nó không bị sơ sát đây này. Đầu tiên nhìn nó rất sơ sát thì tăng lên này thì nó sẽ làm cho cái tấm hình mình được liên kết màu sắc lại. Cái này nó mang tính lý thuyết, mình sẽ nói lại cái phần này một chút. Nhưng nó quan trọng anh em ạ, lý thuyết nhưng nó rất là quan trọng, nói thật là lý thuyết nhưng nó rất là quan trọng. Đây để mình vào một khoác nền tảng, sau đó mình cho anh em xem qua cái này. Thì đây là những cái mà kiến thức được phân tích rất rõ ràng bằng khoa học, có nghĩa là bằng những biểu đồ màu sắc, bằng minh chứng cụ thể chứ không phải là bằng cái cảm nhận bằng mắt nhé. Đấy thì đây này, anh em nhìn này, đây có công cụ là sRGB thì nó sẽ đây là hệ màu sRGB này. Đây là hệ màu gốc chưa tăng màu, chưa can thiệp bất kỳ gì cái công thức nào đây cả. Thì ở đây nó sẽ chia ra từng pixel này, mỗi cái ô vuông gọi là một pixel màu sắc, thì nó được chia rất là rõ ràng để em nhìn thấy là anh em hiểu về những cái ô vuông là cái pixel được phân chia. Nhưng ở đây mình sử dụng cái công cụ là Saturn kênh blue đây này. Đây anh em nhìn này, đây là Saturn của kênh blue nhá. Ở đây mình có ghi tên là blue này. Đấy thì khi mà mình tăng cái thằng blue này lên này thì em nhìn thấy cái pixel này, cái phần pixel này nó mất này, em nhìn nó bị liên kết lại không? Anh em có nhìn thấy là nó không còn những cái ô vuông như li ti nha, cái màu vàng, màu red, màu magenta, màu green không? Mà duy nhất cái phần blue nó tạo ra một cái dải màu này ở hai tầng ngoài cùng. Hai cái tầng ngoài cùng này nó không còn những cái ô vuông phân tách nữa, vào tầng tiếp theo nó chỉ còn cái vạch ngoài chứ còn không có vạch đi thẳng từ ngoài từ trong ra nữa mà chỉ còn cái vạch ngoài thôi. Đấy thì khi mà mình tăng này lên ấy thì nó làm cho những pixel liên kết lại và làm cho nó mất chi tiết. Thì đây là cái ưu điểm của công cụ blue này và nó cũng chính là nhược điểm. Thì với ảnh nào màu trong này thì đây là chính là ưu điểm này, với ảnh này thì đây chính là ưu điểm. Đấy thì bây giờ việc của anh em là can thiệp đổi lại màu hoa cho nó sang hơi ở blue một chút thì vào công cụ color mix. Ở đây mình sẽ chia sẻ với anh em một cái nữa, nếu mà anh em là người mới ấy, thì cái này nó không phải là áp dụng cho anh em cũ nhá, cái này áp dụng cho anh em mới là gì, sử dụng công cụ là target adjustment tool này. Thì cái này gọi là mắt thần, nhiều anh em mới gọi là mắt thần nhưng mà mình thì không thích cái này lắm. Vì sao không thích thì tí mình sẽ giải thích. Đấy, ví dụ như này, anh em muốn đổi màu hoa anh đặt vào hue này, đấy, không gian màu hue này, đấy, blue chứ không phải blue nhỉ, thăng long. Anh em lưu ý nhé, tiếng Anh của mình nó sẽ hơi thái lan tí đấy, nên là anh em cứ xem hiểu được. Còn về phần tiếng Anh thì mình phát âm nó sẽ không chuẩn lắm đâu. Rồi thì anh em để ý này, ở cái phần blue hoa này thì mình sẽ kéo này. Đấy thì em khi anh em đặt cái này thì em nhìn thấy này, bên tay trái ở bản camera mới bây giờ nó đã rất là rõ ràng cho anh em là gì. Khi anh em đặt ở đây phát anh em kéo này, lập tức nó sẽ nhìn là bên đây nó ra một cái chấm màu này. Blue ở chỗ này này. Đấy, nó sẽ kéo cái này này. Đấy thì khi mình kéo này thì nó sẽ đổi cái màu hoa, thì cái vấn đề là cái màu hoa của mình nó đang khác thì anh em chỉ can thiệp vào đúng cái công cụ Aqua là được.
Thì ở đây mình nói là không thích, tại sao nhá, tại sao mình không thích? Những em mới thì nó là ưu điểm, nhưng mà mới những em cũ thì mình khuyên thân chân thành với em là anh em nên không nên dùng cái này. Vì khi mà em làm những tông màu Hàn Quốc, những tông màu trong sáng Việt Nam hay Trung Quốc mà màu tinh tế một chút đấy, thì anh em sử dụng cái công cụ này sao? Anh em sử dụng cái công cụ này ấy, thì nó là anh em nhìn này, khi mình kéo này gần như nó sẽ thay đổi hai công cụ đấy. Đấy, nó thay đổi hai công cụ này. Đấy, yellow này, green này, đấy, yellow và green này, nó đều bị đổi màu. Cái nào nó là auto nhưng nó sẽ nhận diện chỗ này là có hai màu lên, sau đó nó thay đổi cả hai màu luôn. Nên nhiều khi mình can thiệp nó không thể đúng ý được. Nếu mình sử dụng duy nhất ở cái công cụ này thì mình sẽ không thể làm màu nó chuẩn được đấy. Thì những anh em làm chuyên nghiệp rồi thì em cố gắng là anh em phân tích được cái màu sắc đây là màu gì. Ví dụ ở đây mình phân tích luôn là màu tím và là mình cần chuyển sang blue tí đấy. Đấy thì như vậy nó đã lên được, nó lên được cái màu hoa tím rồi. Và bây giờ quay lại cái phần nhiệt độ màu, tinh chỉnh này một chút này, rồi cho nó sáng lên này, cho nó vừa sáng lên một chút này, xử lý lại màu mặt này, cho màu mặt nó nhẹ nhàng hơn, nó nhạt, vì ra bên tay phải này thì nó sẽ tay trái của mình ra mặt nó trắng hơn, giảm màu mặt đi, lưng sáng màu mặt lên một chút đấy. Và quay lại Lumion thì xem lại cái màu blue này nó như này đã ổn chưa, giảm sáng đi hay là lưng sáng lên đấy. Đấy thì ở đây thì em sẽ nắm được một cái công thức nữa là trong tất cả các vụ thay đổi về đồ họa thì cái thằng này là cái thằng blue này tăng lên nó sẽ đều màu nhẹ nhàng nhất, và đặc biệt nó sẽ làm cho màu blue mất chi tiết, đặc biệt nó sẽ làm màu cho màu blue mất chi tiết. Và đây là cái công thức làm màu trong rất là đơn giản khi mà anh em đã hiểu hết về công cụ đấy. Còn anh em cứ can thiệp nhiều và xét vào chưa chắc đã tốt đâu, quan trọng là mình sử dụng lựa chọn đúng công cụ rồi và mình đánh giá được, phân tích được cái tấm hình là nó cần can thiệp cái gì đấy. Thì đây là cách kéo rất là đơn giản để em có thể làm được những màu trong rất là sạch sẽ về trang phục, về chi tiết và làm cho cái chủ thể mình nó được nổi bật lên. Rồi thì phần này em đã hiểu về công cụ này chưa nhỉ? Anh em đã hiểu về công cụ Sizeon này chưa? Anh em hiểu thì comment này hiểu và mình tiếp tục sang hình ảnh khác nha. Đây là ảnh này cũng thế này, ảnh này cũng như vậy thôi. À, đây là cái ảnh đã được sửa, mình reset nó đi à. Cái file này file JPEG hoàn thiện. 172 anh em đã hiểu cách làm của cái file này chưa? Đây. Đấy thì nó vẫn sử dụng công thức đấy thôi. Vẫn sử dụng công thức là tăng blue ở đây thôi. Và cái này sau này nó ứng dụng cho anh em rất là nhiều. Đây, blue và sử dụng ở trên này này. Viber này đấy thì em cứ lưu ý vài công cụ này chắc chắn anh em làm sẽ rất là nhàn. Ở đây cô Dung Roy có nhắc là xử lý ở trên thầy nhắc lại chỗ color, ok được rồi, tí nó sẽ đến phần color anh em nhé, bây giờ tạm thời cứ đi từng phần một đã. Lê Quy Huấn, khóa học này bao nhiêu tiền về dạy? Khóa học này hiện tại đang là miễn phí nhanh Huấn nhé. Rồi bây giờ tiếp theo mình sang ảnh khác nhé, mình sẽ bỏ qua ảnh đấy và bắt đầu mình sẽ sang những ảnh khó dần, khó hơn nữa. Đấy, mình sẽ sang ảnh khó hơn nữa. Đây anh em nhìn cái ảnh vừa lấy đấy, before after này nhìn nó sẽ rất là sạch sẽ, rất là mềm, và mặc dù là mình can thiệp rất ít công cụ nhá, nên là khi mà anh em can thiệp nhiều công cụ chưa chắc đã tốt đâu, anh em can thiệp ít nhưng mà chuẩn là được. Thì can thiệp nhiều công cụ hoặc là dự lạm dụng bài set thì chắc chắn là nó sẽ làm cho anh em sẽ rất là vất vả và mình sẽ bị phụ thuộc vào cái bài set đấy. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái công cụ đó là Colin, và đây mình sẽ phân tích về trước là cái speed tooling ngày xưa ấy. Mình sẽ phân tích về speed tooling ngày xưa. Thì đây, đây là gì? Đây là một cái hình ảnh mình học ở Trung Quốc. Đây là một cái dạng ảnh thời trang và vùng tối ám màu. Phân tích ảnh này thì là vùng tối ám màu anh em này. Đấy, vùng tối ở đây nó đang ám màu. Đấy. Thì cái này là cái tông màu hot trend ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc ấy thì những cái tông màu này đang rất là, nó rất là hot nhưng cũng không phải là bây giờ nó hot nữa rồi, bây giờ thì nó đã hơi cũ rồi. Nhưng ví dụ như là mình đã bước sang từ 2017 ấy, thì những bộ ảnh từ 2017 2018 ấy thì đa phần ở Trung Quốc về ảnh fashion nó sẽ làm theo cái phong cách này. Thì ví dụ ở đây mình cho em xem là kinh ảnh của nhiếp ảnh gia Chen Man nhé. Nếu mà bạn nào biết về Chen Man, không biết ở trong này thì có bao nhiêu bạn đang biết về Chen Man nhỉ? Nhiếp ảnh gia Chen Man người Trung Quốc, nữ, sinh năm 89. Đây nhé, thì mình cho anh xem là những chất ảnh fashion này nó đang rất hot ở Trung Quốc, và cách làm của cái những chất ảnh fashion này nó cũng rất là đơn giản. Cách làm của những cái tông fashion này rất là đơn giản ở trên Canada thôi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem này, mình sẽ cho anh em xem những hình ảnh mà Chen Man ở hoặc là ở Trung Quốc đã làm trong cái thời gian
trước đây. Đấy, thế là những dòng ảnh thời trang. Thì bây giờ anh em xem này, ví dụ như anh em xem này, anh em thấy này, vùng tối là ám màu gì nhỉ? Anh em ở đây thấy vùng tối là ám màu gì đấy? Đây, đây là những đặc trưng của phong cách Trung Quốc thời trang. Hôm trước thì mình có một cái video hướng dẫn cách blend tông màu Trung Quốc ở đường phố giống của Phạm Băng Băng. À, sau đó thì bay mất đi kênh YouTube của Tizino cũ, rất nhiều công xây dựng mấy năm nay rồi tự nhiên nó bị bay mất. À, đấy thì anh em nhìn nè, Phạm Băng Băng này hay rất nhiều nghệ sĩ này. Đấy thì anh em có thấy là cái vùng tối là ám màu gì không? Tím và blue đúng không? Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ sang công cụ là tạo cái lớp phủ màu, tạo cái lớp phủ màu ở trên camera là làm sao để vùng tối là ám màu như thế này. Đấy, đạt cây sinh 980 989 sinh 1989 nha em nhé. Đấy, đây hôm trước thì mình có hướng dẫn là làm theo cái màu này, sao chép phong cách đường phố ở Việt Nam theo phong cách như thế này, thì sau đó thì bay mất kênh, thì mình có đăng hình này làm ảnh bìa này. Có thể cho em đăng ký một khóa chuyên sâu để chỉnh cho người không chuyên nhé, hay quá. Cho một khóa học chuyên sâu để chỉnh cho người không chuyên. Cái khóa học là hơi hay anh Huấn nhá, anh có thể inbox riêng để em hướng dẫn cho anh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái hình này, thì đây em cho anh em xem qua hình kiểu như này này. À, cho anh em xem thêm một số hình ảnh ở Trung Quốc mà trong cái khóa học vừa trước đây là mình học từ 2017. À, đây, trong cái phần khóa học 2021. À, để xem là anh em đợi chút để mình xem là hôm trước mình có vứt ở đâu nó. Anh em đợi chút nha, đợi chút để mình mở lại cái bộ ảnh này. Những bộ ảnh mà trước đây mình đã tham gia học ở Trung Quốc thì nó sẽ rất là hay, nó sẽ nói rất là nhiều về cái tính ứng dụng của cái công cụ này gọi là speed tooling. Trước đây nó gọi là speed tooling nhưng mà bây giờ thì anh em có thể chuyển sang Color Garden rồi, dễ dàng hơn. Vì cái bộ ảnh này cũng khá là lâu rồi, những cái phong cách này khá là lâu rồi, tiện đây thì mình sẽ mở cho anh em xem thôi, nhưng không nhớ là đang để đâu cơ vì nó rất là nhiều dữ liệu. Không có rồi. 2021 stock thì chắc là không đủ. Rồi, chắc là tạm thời bỏ qua nhé, anh em nhé, bỏ qua để đỡ mất thời gian. Trước đây thì mình đã đang để ở trong mục này, nhưng sau đó thì mình đã chuyển nó sang một cái mục khác rồi. Lâu không động vào cái này thì nó là cái hình ảnh cũ nên là không còn để trong máy nữa rồi. Stock xem nào. Dữ liệu Tizino. Rồi sau đó không thấy rất là bỏ qua nhá, mình sẽ chia sẻ cho anh em cái này sau, rồi giờ đến ảnh này luôn. Mình sẽ vào ảnh này luôn, thì đây cũng chính là cái cách. Cái mà mình đã nói, ví dụ như phong cách thời trang này, phong cách ảnh cưới đều có thể áp dụng được cái công thức này. Đấy, thầy có thể chia sẻ hình ảnh cô dâu áo đỏ trên camera không ạ? Em làm được màu da hồng áo khít Trần Thị Trang, cô dâu áo đỏ trên camera là cái nào nhỉ em ạ? Đây à? Cách chỉnh ảnh này được rồi, tí nữa anh sẽ nói về cách chỉnh ảnh này sau nhá. Bây giờ đến cái phủ màu đã, sẽ lần lượt cho anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ vào đây là mình sẽ chỉnh cái ảnh này luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm ảnh thời trang trước nhá. Thời trang nó sẽ anh em nhìn trực quan, sau đó đi ảnh cưới. Đây để mình tìm sẵn cái này đi. Cái này thì mình có để ở trong cái thư mục mà nó lâu cũng không động vào, không biết là nó đang nằm ở đâu.
Đấy, làm xong file kia là ra đây xem được. Đấy nha anh em nhé, bây giờ bắt đầu mình sẽ kéo file này này. Thì ở đây mình có một số anh em đã biết rồi, nhưng mà nói lại chắc là cũng anh em cứ xem mình chắc chắn là sẽ khá là hay đấy. Ở trên Capture One nó làm này rất là tốt, nhưng mà tuy nhiên đây mình đã học về camera thì mình cứ xử lý ở trên camera trước nhá. Cái này cho anh em nào ảnh thời trang vẫn rất tốt nhé, chứ không phải là không ứng dụng được nhá. Ảnh thời trang bây giờ anh em hoàn toàn làm cái cách này vẫn rất là ok. Đấy. Thì vừa nãy mình đã nói xong cái phần basic cơ bản, xong phần basic nó còn highlight white nữa, thì cái này sẽ tí nó sẽ có ảnh thực tế và highlight white. Còn bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo, phần curve thì nói sau. Mình sẽ làm tiếp theo đó là phần color grading. Thì ở đây trước đây nó gọi là speed tooling. Thì cái giáo trình này mình đã làm từ rất là lâu đây. Trước đây thì ở cái phần này gọi là speed tooling, nhưng bây giờ thì nó đã là dùng không gian màu. Thì không gian màu là gì thì anh em sẽ check này. Anh em vào Google là check là không gian màu HSL. Đây, mình sẽ chọn hình ảnh này. Đấy. Thì cái đơn giản là mình sẽ lựa chọn hình ảnh đơn giản này, em nhìn thôi, cái này mình cũng không nói quá sâu. Đấy. Đấy thì đây là không gian màu anh em nhỉ. Nó sẽ có gì? Nó có saturation, cái này thì gọi là phần luminance, đơn giản gọi luminance là cái sắc độ sáng tối của màu. Còn saturation này từ lõi đi ra này thì nó nhạt dần và tăng dần ra bên ngoài. Hue này, hue cái mũi tên là đi vòng tròn theo cái không gian màu này. Đấy, đi theo vòng tròn theo không gian màu này. Đấy thì bây giờ tại sao là bây giờ mình mới gọi là không gian màu, mà trước đây kể cả những màu nguyên cũ mình cũng không dạy, chưa nói về những cái này. Thì thật ra là ở cái này thì đã có. Cái này thì nó đã có ở trên Capture One khá là lâu rồi. Nếu anh em nào trong group, trong cái khóa học này thì anh em đang sử dụng DaVinci ấy, DaVinci để làm video thì bản thân cái này cũng có trên DaVinci rất là lâu rồi. Nhưng tuy nhiên Camera Raw mới update ở cái thời gian gần đây, và đây là một công cụ cực kỳ hay. Không gian màu nó khác, câu chuyện là sử dụng speed tooling ngày xưa nó chỉ có hai kênh màu, đó là saturation thôi, saturation và hue thôi. Còn bây giờ nó có cả không gian màu, nó có thêm một luminance để chỉnh về sắc độ sáng tối của màu. Hai nữa ở trên camera thì bây giờ chia nó giống như công cụ color balance ý, thì nó chia ra shadow, mid tone và highlight để giúp mình can thiệp trên đúng điểm màu hơn. Nó có thêm một cái nữa là can thiệp trên mid tone, và phần mid tone nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào da rất là nhiều. Thì đây là chính phần color grading, là một cái công cụ khá là mới ở trên camera, nhưng nó là một công cụ rất là cũ ở trên Capture One và DaVinci rồi. Thì cái này mình cũng không nói nhiều vì mang tính lý thuyết, thì anh em muốn tìm hiểu cái này thì anh em check vào không gian màu nhá. Và đây cũng chính là cái phần màu sắc hiển thị hàng ngày em nhìn, đây gọi là không gian màu. Anh em nhìn thấy không gian màu này. Thì bây giờ bắt đầu sử dụng máy chia màu sắc không gian màu đấy. Đấy thì anh em cứ đưa công cụ quanh ở trong những cái vòng tròn màu sắc này thôi để anh em xử lý, và anh em lựa chọn ám màu rất là nhàn. Rồi thì bây giờ quay lại cái phần này này, đầu tiên là gì? Đầu tiên mình phải can thiệp về tương phản trước đã. Tương phản một chút. Tiếp theo là tăng đây cái ảnh này cũng có này. Ảnh này cũng có ứng dụng một chút về highlight và white này. Thì anh em nhìn thấy cái ảnh này, phần da mặt nó có một cái độ bóng nhất định, giống như là câu chuyện anh em chụp mà, hay là ví dụ chụp những phong cách về sexy người ta hay bôi một lớp dầu bóng ấy, thì cái này mình cũng hoàn toàn có thể sử dụng cái công cụ white để tăng lên nhá. White tăng lên này thì nó sẽ tăng làm cho ảnh nó ánh sáng trắng nó vượt ngưỡng. Thì cái này có video ở trên YouTube rồi, tốt nhất là anh em xem lại video YouTube. Tăng này lên nó sẽ làm cho ánh sáng trắng vượt ngưỡng và nó làm cho cháy sáng ở những điểm đỉnh, nó sẽ làm cho cháy sáng ở những điểm đỉnh đấy. Thì mình giảm highlight đi. Anh em nhìn này, cái ảnh này lớp phủ này, nhìn nó vẫn còn màu phông nhá, ở đây vẫn còn màu phông chứ nó không phải là phông đen hẳn. Nếu mà anh em sử dụng cái thằng này lên ấy, anh em lưng lên này, thì nó sẽ bị hay bị vỡ màu, nó sẽ là phần shadow bị loi. Thì ở đây mình tăng cái thằng black lên nhá, kết hợp tăng cả black này một chút shadow ấy. Đấy, mình cần kết hợp hai cái thằng này thì khi đó mình tăng lên nó sẽ rất êm và nó không bị sao, nó không bị loi nhá. Lưng black lên nó rất êm và không bị loi. Đấy thì ở đây mình sẽ giảm vàng đi, và bắt đầu mình sẽ xuống công cụ là color grading, ngày xưa gọi là speed tooling. Ngày xưa speed tooling thì sử dụng ở trên shadow là xong. Đấy thì em nhìn này, ở đây mình sẽ thấy là vùng tối chính là phần shadow. Trong biểu đồ histogram mình vừa ban đầu mình đã chia sẻ cho anh em đó là gì? Black này, shadow này, exposure gọi là mid tone này, highlight và white này. Thì cái đấy ứng dụng vào đâu? Ứng dụng vào đây. Bây giờ mình phải biết là cái điểm này gọi là điểm nào. Thì gọi điểm nào thì anh em dùng cái bút này, anh em dùng cái bút này. Hoặc là khi mà em di chuyển đây này, hoặc là mình dùng công cụ bút là dùng công cụ S. Color sample ấy, chấm vào đây. Thì mình sẽ thấy những cái điểm này, RGB có giá trị là 11, 12 và 16, 11, 12 và 16. Thì ở cái này nó làm ở đâu? Trong biểu đồ histogram thì nó sẽ có những giải màu này. Từ black, white nó sẽ từ 0 đến 26 và shadow khoảng 26 đến 70. Đấy.
Thì ở đây nó không có black nha anh em nhé. Trong này, trong cái công cụ là không gian màu column garden này thì nó không có phần black, nhưng tuy rằng nó vẫn có shadow và nó chứa cả điểm đen này luôn. Thì cái giải màu này nó sẽ đang nằm trong phần shadow, nó dưới trong khoảng 0.26, shadow từ 26 đến 70. Đây nhé, shadow từ 26 đến 70 này. Đấy, thì cái này nó sẽ nằm trong khoảng shadow trở xuống. Thì khi mà nhìn vào điểm này mình biết ngay, à đây là shadow, và muốn thay đổi shadow này thì thay đổi ở đâu. Hết pin này. Ok anh em đợi chút để mình mở lại cái ấy cái. Sao điện thoại mình nó lại không có xem được bình luận là sao? Em đợi chút để mình xem cái bình luận ở trên cái điện thoại của mình nhé. À đây, được rồi, thấy bình luận rồi. Được, anh cứ đi, anh cứ sáng lên tí em xong. Hiện tại không thấy người xem. Rồi thì em để ý này. Thì ở đây mình phân tích, đây là shadow đúng không? Đây là shadow thì sao? Đây là shadow thì mình phải lựa chọn ở trên shadow. Đấy, gọi là black, nhưng mà trong này là không black thì nó sẽ giống là shadow. Thì khi mà em muốn ám màu này vào thì em nhìn đây là, anh em biết đây là màu gì. Nếu mà em cẩn thận ấy, anh em lấy cái bút đo luôn cái màu này, dùng công cụ Y, cũng là color sample ở trên camera ấy, công cụ Y chấm vào thì nó sẽ phân tích ở đấy là bao nhiêu magenta. Đấy, nó sẽ được kết hợp giữa blue này và green là như thế nào. Đấy, trên RGB nó sẽ kết hợp là cái màu này nó có giá trị là bao nhiêu. Thì khi mà anh em cần nó phải mô phỏng chuẩn như vậy ấy, thì em sẽ đo luôn cái phần này. Còn đây mình mắt nhìn mình đã cảm thấy cái điều đấy rồi. Thì mình vào shadow này thì mình kéo này, bình thường nó sẽ hiển thị ra ba vòng tròn màu sắc như thế này. Thì mình vào đây, mình sẽ vào đây và mình chọn vào shadow, sau đó thì mình đã lựa chọn cái màu sắc mà mình muốn can thiệp. Đấy, thì kéo cái vòng tròn màu sắc này, kéo, à đây mình để đây, nó thấy hơi tím đúng không, hơi tím này thì anh em giữ này. Anh em như biết cách sử dụng cái này rất nhiều em chưa biết, đó là nếu mà anh em muốn nó không thay đổi, có nghĩa là không thay đổi ra ngoài này, có nghĩa là mình kéo nào thì cái vòng tròn này nó sẽ trong cái điểm đen nhé. Anh em nhìn này, anh em nhìn cái điểm đen nó xoay quanh vòng tròn kia không. Thì ở đây mình giữ công cụ là control, mình giữ control ở trên mask, giữ con mask. Đấy, thì khi đó mình giữ control ở đây ấy, khi mình giữ control ở đây thì nó sẽ làm cho vòng tròn này được cố định tại một cái điểm ở cái vòng tròn này, chứ nó không bị thay đổi ra ngoài. Có nghĩa là cố định lại cái saturation này. Không gian màu gồm hue, saturation và luminance. Nếu mình giữ control thì cái điểm saturation này sẽ được giữ lại. Đấy, cái điểm saturation sẽ giữ lại, nó không bị tăng nữa, mà nó chỉ thay đổi là gì? Nó thay đổi về hue thôi. Nó thay đổi về hue chứ nó không thay đổi về cái saturation và thay đổi về luminance. Đấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ lựa chọn cái màu sắc mà nó sẽ ám vào. Thì đây mình sẽ lựa chọn là màu giữa, tím và blue. Đấy. Còn anh em giữ an, bây giờ mình bỏ cái phím control ra, sau đó mình giữ an. Giữ an thì làm sao? Giữ an thì khi đó anh em không thể thay đổi được, không thể thay đổi được cái vòng tròn, nó không thể thay đổi hue. Cái điểm hue sẽ điểm, cái điểm neo hue nó sẽ được cố định lại. Thì việc của anh em đây là tăng giảm này, tăng giảm cái độ ám màu của phần shadow vào đây. Đấy. Còn phần lumion là phần sáng tối, không gian màu. Ở đây mình rất thích cái thằng này mới nha anh em nhá. Thằng này là mới này, Colorgun này là mới, ở trên camera cũng không có, nên là anh em nào vẫn đang sử dụng camera thì cần phải xem lại. À đây là một công cụ rất là hay. Đây là một công cụ rất là hay ở trên cục bảng công cụ Colorgun để giúp anh em ám màu phần sáng và phần tối, hay là giúp anh em mô phỏng màu rất là tốt. Còn nó còn cái tính năng rất là hay, đó là gì? Nó sẽ có những cái quy tắc phối màu liền kề, hay là những quy tắc tí mình sẽ mở cho anh em, hay là những MV của nghệ sĩ bây giờ đang ứng dụng những cái phần Colorgun này. Bản thân là làm những video, là những TVC ấy, thì người ta sử dụng đến công cụ này từ rất lâu rồi, nhưng em làm hình ảnh bây giờ mới có. Đấy, thì cái này nó sẽ ứng dụng được rất là hay, thì cái đấy mình sẽ giới thiệu sau. Rồi thì đến đây em đã hiểu cái cách ám màu này chưa? Anh em đã hiểu cái cách ám màu vùng tối này chưa nhỉ? Đây là những phong cách cũ của Trung Quốc và được ứng dụng rất là nhiều với cái ám màu này. Gần như khi mà em làm cái này thì em can thiệp màu sắc rất ít, gần không phải can thiệp quá nhiều màu sắc nữa. Và mình sẽ lựa chọn được cái lớp ám màu rất là dễ dàng. Nhớ là giữ control và giữ an. Thì anh em hiểu cái, anh em mà hiểu cái cách nào này rồi em comment xuống dưới là hiểu rồi, và để mình chuyển qua ảnh khác nha. Nó rất là nhàn đấy anh em ạ. Rồi, ra shop thì mình can thiệp thêm là tương phản và sử dụng thêm một chút selective color là anh em đã có một cái màu khá là ok. Rồi anh em hiểu ảnh này thì comment dưới là hiểu dưới video, hoặc là comment là một dưới video, hoặc mình tiếp tục chuyển qua ảnh khác nhé. Máy chưa lên này. Anh em đợi chút xem là mình xem là trên cái livestream còn bao nhiêu anh em đang, cái máy điện thoại đang hết pin anh em nhá. Yeah.
À, có 160 anh em đang xem đúng không? Đấy thì em nhớ cái cách chỉnh ở trên cái vòng tròn màu sắc này nhá. Còn một cái nữa ở cái này thì mình sẽ nói sau, cái này nó hơi lưng cao, nó chuyên sâu hơn, nó gọi là lưng cao hơn một chút nữa. Thì trong phần design đó của mình nó sẽ có phần collagen này, đấy. Bitmap này. Color gem ở trong Adobe Color. Đấy, rồi điều khiển màu sắc. Đấy thì đây là anh em nhìn này, đây nó sẽ có những cái phần mô phỏng màu sắc này, thì đây là anh em sẽ lựa chọn những cái gam màu, sau đó anh em kết hợp lựa chọn những cái gam màu này, sau đó anh em kết hợp với công cụ là Color để anh em có thể ám được những cái màu sắc này, lựa chọn những cái gam màu này, ví dụ u tối ám màu biển này, hoặc là lựa chọn những màu sắc khác, màu ấm hơn là những màu mà nó kiểu như nó mang tính chất vintage cổ điển. Đấy, cái camera là tải riêng ở đây. Từ từ anh em đợi chút mình xem là bình luận thì như là xem như điện thoại nó bị trôi bình luận, cái điện thoại này nó không thấy được cái bình luận thế nhỏ chứ này. Thôi được, anh em đợi chút để mình đọc nhá. Cái camera này là tải riêng ở thầy và không, cái phần camera này nó sẽ đi theo ấy nhá, đi theo vào trong Photoshop. Còn khi mà em muốn nâng cấp bản ấy thì em vào camera Google em check, là Google đơn giản nó ghi là camera Photoshop là được, hoặc là mất đây nó ra luôn này, camera này ví dụ bản mới nhất, em cứ ghi là bản mới nhất tiếng Việt cũng được không sao cả thì nó sẽ ra đấy, hoặc là em ghi camera Adobe camera đó. Vì nhiều đôi khi nó nhầm thành camera như camera thành camera đấy, thì vào đây nó sẽ ra này rất nhiều những cái của những trang web ở Việt Nam chia sẻ, còn nếu anh kéo xuống dưới nó sẽ ra trực tiếp của Adobe, thì tải cái đấy về xong rồi cứ cài đặt nó sẽ ra. Thì cái ứng dụng của Color nó sẽ giúp anh em ám những cái màu này được, và mình sẽ lựa chọn cái mã màu này mình ép nó vào, thì cái này nó sẽ lên cao, mình sẽ chia sẻ sau. Thì cái này thật ra là bản thân là những cái này được ngày xưa mình vẫn nói, ngày xưa được rất là nhiều, đặc biệt là những người ta làm TVC làm MV người ta hay lựa chọn những cái mã màu để ám vào tấm hình. Còn những cái này nó mới có cái không gian màu này mới có để ứng dụng được ở trên Photoshop, vì bản thân là mình rất hay lần mò màu sắc. Trước đây mình cũng hay là cân nhắc về vấn đề là đây là Stylist người ta phối màu theo quy tắc, thì ở trong Photoshop có quy tắc nào để làm không, thì bây giờ bắt đầu nó có thêm cái không gian màu gọi là quy tắc phối màu ở trên cái phần HSL ấy. Đấy thì nó có cả không gian màu, là có thêm lumen khéo sáng tối, sắc độ sáng tối của màu luôn, thì anh em hoàn toàn để ứng dụng để có thể ám những chất liệu màu sắc đấy vào. Đấy, ví dụ như ở đây này, đây là cái vòng tròn màu sắc, ví dụ như trong trường mà các bạn muốn phân tích một tấm hình ấy, nó đang có màu gì thì các bạn chỉ cần thả file đấy thôi. Ví dụ ở đây mình có một cái tấm hình là màu sắc như sau, mình có một phong cách Trung Quốc đấy, sau đó mình thả cái file lên đây thì nó tự nhiên này, tự nhiên trên này nó sẽ phân tích ra những cái màu sắc này ở trong cái tấm hình này nó đang có những màu sắc như thế nào, ở trong đây nó có màu sắc như thế nào, thì nó sẽ phân tích cho mình và mình sẽ lựa chọn những cái giá trị này để mình ép vào phần Color Garden ở trong Garden Map, hay gọi là chọn một Garden Map ở trong Photoshop để mình sử dụng blend màu hay là mô phỏng lại phong cách này. Đấy thì cái này nó sẽ chuyên sâu hơn thì mình sẽ chia sẻ sau, tạm thời phần Color Garden mình sẽ chia sẻ đến đây đã. Hai nữa là bây giờ mình sẽ xuống cái nữa là mình phân tích thêm cái phần blending này. Phần blending này thì là cái mức độ hòa trộn màu sắc giữa tất cả những phần highlight, shadow và black này, thì nó sẽ hòa trộn cái phần blending này. Ví dụ ở đây mình gần như mình không có can thiệp những điểm kia, nên cái mức độ hòa trộn nó cũng rất là ít, nó sẽ tản đều giữa sáng và tối đấy. Còn cái thanh panel này làm gì, panel này là cân bằng trắng, gọi là cân bằng trắng filtering cũ, là mình một cái là giảm lên theo shadow là tăng lên trên này theo sáng, ví dụ giảm đây thì cái áp lực shadow đó, ứng dụng lên cái hình này nó sẽ mạnh hơn, áp lực lên mạnh hơn. Còn nếu mình kéo hết cái này thì nó sẽ theo cái phần highlight cho này, khi mình can thiệp màu sắc đây nó sẽ theo toàn bộ cái highlight cho này. Thì cái này thì cũng có những cái video, có thể sắp tới mình sẽ làm thành video phân tích trên những cái công cụ là những cái kiến thức kiểu như áp dụng khoa học bằng những cái biểu đồ màu á, biểu đồ vòng tròn màu sắc này, biểu đồ bằng hệ màu đó, sRGB bằng trên cái giải gray ấy, chứ không phải trên tấm hình, thì em sẽ rõ ràng cái điều này hơn. Nhưng cái đơn giản nhất là nó chỉ là cái blending là hòa trộn, nó sẽ hòa quyện tất cả những cái màu như mid tông, highlight, shadow vào nhau đấy. Còn rồi bắt cái phần này cuối cùng này, cái bộ này thì nó sẽ là tổng thể, nó giúp anh em thiên màu tổng thể. Thì thỉnh thoảng mình có sử dụng cái này, còn không mình chủ yếu sử dụng ở trên shadow để ám vào vùng tối này, hai là ám vào vùng sáng, và mid tone để thay đổi về tông da là chính đấy, thì mình hay sử dụng ở trên cái này. Cái cơ bản nó sẽ dùng ở trên phần con gân là như vậy rồi. Ok, thì phần con gân này thì anh em có câu hỏi nào không nhỉ? Phần này thì anh em đã ra lắm được chưa? Để mình bỏ qua nhé, mình chuyển qua phần mới đấy nhá, để nó không mất thời gian nhé. Chuyển hình bắt đầu nó hình sang hình khó hơn nữa. Hình này tương tự này, hình này thì làm tương tự này, cách ám màu vùng tối rất là nhanh thôi, được rồi, kéo
kéo một lần nữa để em nắm được cái phần này nhá. Đấy, thì bây giờ bắt đầu mình sẽ chuyển sang một cái hình nữa. Đấy, mình chuyển sang một cái hình nữa là cái hình này. Và mình reset file gốc đi. Đấy, thì file gốc đây là đầu tiên mình sẽ cần làm sao để tấm hình nó trong này. Tấm hình này bên tay phải nó sẽ trong hơn, tay trái nó trong hơn và phần tối đã màu. Thì ở đây mình sẽ làm sao? Cái gì khác nhất thì mình chỉnh. Thì ở đây nó sẽ có cái màu là màu hải nó bị vàng này. Hải nó vàng thì mình giảm cái màu luôn xuống. Tăng exposure lên. Nhìn cái da mặt cái độ bóng thì giống như câu chuyện là mình đã nói là tăng white, thì ở đây mình sẽ tăng white lên. Nó cháy sáng tăng white lên một chút. Giảm shadow xuống, giảm shadow cho ảnh nó êm. Cộng một chút keratin lên. À, cộng keratin lên được chi tiết này, em nhìn cái phần da mặt nó lên chi tiết. Đấy, thì với những cái file này là file khá là dễ, gần như can thiệp basic nó ra khá là ok rồi. Rồi mình giảm highlight sâu một chút. Giảm highlight sâu một chút để cái phần quả bóng nó lên được. Nó không bị cháy, có cháy sáng này. Giảm keratin một chút. Rồi đến cái câu chuyện ám màu thì rất là đơn giản rồi đúng không? Anh em bây giờ sử dụng cái phần color garden này thôi. Chọn trên shadow và ám màu gì? Ám màu gì thì lựa chọn vào đấy thôi. Nó hơi blue này, chuyển sang blue. Đấy, còn đây là độ đậm nhạt của phần tối này. Sắc độ sáng tối của cái vùng shadow này. Đấy, thì đấy là xong. Đấy, với cách làm những file kiểu Trung Quốc này làm sẽ rất là nhạt. Đấy, và hoàn toàn em có thể ứng dụng nào những chất màu mà nó kiểu đậm màu Trung Quốc hay là những kiểu đường phố stylist ấy. Nó cũng khá đơn giản để em có thể áp được cái màu luôn lên tấm hình. Thì mình rất là thích cái color garden này. Đây là cái tính năng mới của Camera. Rồi bây giờ tiếp theo à, cái hình đấy là xong rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ra những cái hình nó khó hơn, cần cái độ tỉ mỉ hơn và phân tích công cụ phải chuẩn. Không là anh em nào nó sẽ bị lệch. Đấy, không là anh em cần những kéo màu sẽ bị lệch màu. Thì ở đây mình sẽ xử lý những cái hình ảnh như thế này. Và cái này cũng hoàn toàn dựa vào ảnh này thì anh em sẽ làm được những tông Hàn Quốc đơn giản phủ màu. Anh em nhìn cái ảnh nó hơi có lớp phủ nhẹ tấm hình này. Đấy, em nhìn những cái lớp phủ nhẹ tấm hình này nó đang có một cái lớp phủ mơ màng trên cái tấm hình. Thì bây giờ mình sẽ có cách để kết hợp những công cụ màu trên camera lập tức nó tạo ra tông màu như thế này luôn. Và sẽ rất là đơn giản. Ok, thì cái ảnh phong cách Trung Quốc này anh em nắm được chưa nhỉ? Phong cách mà ám màu ở phần color garden này, anh em nắm được phần color garden này với cái ảnh kéo theo màu Trung Quốc này chưa nhỉ? Anh em hiểu rồi thì comment là một và mình tiếp tục chuyển hình ảnh khác khó khăn hơn nhá. Mình sẽ tăng cái độ khó dần lên. Và ở cái phần tăng độ khó này giúp anh em hiểu công cụ tốt hơn đấy. À, tăng độ khó lên dần lên ấy thì giúp anh em hiểu công cụ hơn, nhưng mà nó sẽ hơi khó một chút. Và anh em yên tâm là mình sẽ tặng cho anh em cái bộ stock này để em thực hành. Và anh em hoàn toàn, nếu mà anh em nào ở đây sau này theo hướng giảng dạy ấy, mình nói thật là anh em nào ở đây theo hướng giảng dạy thì anh em cứ lấy luôn cái hình này của mình để chia sẻ cho học viên, nhưng mà đăng lên những hình nguồn Tizido là được đấy. Và nếu mà anh em chia sẻ hình ảnh nó rất là bài bản, ví dụ ở Việt Nam anh em tổng hợp được từng này cái mẫu hình ảnh khác nhau, mỗi hình ảnh nó đại diện cho một nhóm công cụ ấy, thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và gần như là phải làm rất nhiều anh em mới tổng hợp được. Thì anh em cứ lấy cái bộ này của mình nó là dạy cho anh em học viên khác ấy. Những anh em khác mà đi theo anh em thì nó sẽ bài bản hơn và chuyên nghiệp để giúp anh em học nó dễ dàng hơn. À, ở đây đặc biệt là có hai nhân diêu nhá, hai nhân diêu thì cố gắng là lắm được cái này nha anh nhé. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ sang ảnh này khó hơn này. Không cứ để máy tính em được, anh làm gì làm à? Rồi thế rồi em cũng làm cũng tí nữa thôi. Đấy, anh em để ý này, bây giờ mình sẽ sao chép ảnh này này thì vẫn là cái gì khác đầu tiên, cái điểm gì mà khác biệt giữa hai tấm hình này, cái điều khác biệt đầu tiên là gì, thì bắt đầu mình kéo cái đấy. Thì cái ảnh này anh em có thể cùng kéo màu với mình nhé, anh em có thể cùng kéo màu, anh em cảm thấy nó khác cái gì thì em cứ comment, anh cảm thấy nó khác cái gì lớn nhất em cứ comment và đó mình sẽ can thiệp từng cái công cụ một. Vì những cái mà anh em đưa ra thì ví dụ sai đâu mình sẽ sửa luôn ở đấy được. Thì anh em cứ thử, anh em cứ thử lốt ở trong ảnh này, hoặc là anh em không kịp lốt trên comment thì anh em cứ thử nghĩ xem là lấy ảnh này mình sẽ kéo gì. Trong trường hợp mà mình kéo khác đi thì anh em sẽ phải hiểu ngay cái điều đấy tại sao mình lại kéo khác đi nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ sử dụng ở đầu tiên là basic. Điều khác nhất là gì? Ảnh này nó hơi xanh và nó không bị vàng, giảm nó đi. Tiếp theo nó hơi bị tím, giảm màu xanh đi. Cái ảnh này nhìn này anh em này,
ban đầu thoạt đầu khi mà kéo anh em thấy cảm thấy nó dễ, có nghĩa là nhìn nó sẽ màu lá lá, nhưng mà để mà làm chuẩn được cái này rất là khó nhé, không hề dễ đâu nhé. Phong cách của ảnh Trung Quốc hoặc Hàn Quốc là như vậy, mặc dù nhìn nó rất đơn giản nhưng để làm theo giống nó thì rất là khó. Đấy, giảm nhiệt độ màu rồi, giảm tím đúng không. Tiếp theo này, có một cái rất là quan trọng với những phong cách này là gì, là mình sẽ giảm shadow đi này, sau đó mình sẽ tăng black này này, giảm shadow tăng black thì nó sẽ tạo ra một cái lớp phủ sáng lên tấm hình nha anh em, nhìn cái tấm hình nó sẽ sáng lên. Bình thường đã chuẩn ra vừa mình đánh dạy anh em là đó là gì, giảm black và tăng shadow. Giảm black tăng shadow, nhưng nếu mà giảm black shadow làm cho tấm hình nó trong nhưng nó sẽ bị chết đen và nó không thể lên được cái lớp phủ như thế này. Đấy, ở đây cộng một chút contrast đây này, cộng shadow đây này. Đấy, thì em nhìn thấy cái màu, những cái màu nóng của tấm hình này vẫn còn, thì ở đây mình sẽ trừ là gì, mình sẽ trừ vibrant chứ không phải trừ saturation nhé. Bình thường là trừ saturation nhưng ở đây mình sẽ trừ vibrant. Đấy, sau đó mình muốn cái độ bóng kéo cao lên, nó sẽ tạo ra cái độ bóng của tấm hình. Giảm highlight thì để nó lên được chi tiết của cái áo, giảm highlight để lên được chi tiết của cái áo trước rẻ, kết hợp giảm cả white xuống. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ giảm kênh màu tổng thể đã, làm tổng thể cho nó giống trước rồi bắt đầu đi vào chi tiết. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ vào cái kênh màu này, à màu vàng nó hơi thừa. Tiếp theo giảm màu xanh đi. Rồi màu vàng nó thừa và bây giờ nó bị tối này, tăng sáng lên. Vẫn thừa vàng, giảm tiếp vàng đi. Chuyển cái màu vàng nó sang hơi xanh green một tí. Đấy, như vậy là cái màu vàng của mình nó đã la la giống ở trên màu hoa, chi tiết là giống rồi. Bây giờ phần da mặt, làm sao để da mặt nó xanh này thì dùng hue tăng lại đen. Và tí mình sẽ nói cho anh em cái cách để anh em kết hợp cái công cụ màu với những chiếc ảnh mà tạo phủ như thế này thì mình phải sử dụng cái công cụ như thế nào. Quan trọng nhất là gì, tư duy về công cụ chứ không phải là hướng dẫn anh em kéo theo màu này. Đấy, vì sau này có thể anh em sẽ không có cái file gốc như này để mà kéo theo màu này, mà mình bắt buộc mình phải làm trên cái file khác chẳng hạn. Thì cái quan trọng là gì, mình học cái tool thôi, học về cái tác dụng của những công cụ và cách kết hợp với nó với nhau thôi, chứ không phải là mình học để sao chép được giống ảnh này. Đấy, rồi bây giờ tiếp theo là ở cái phần áo này, đó là phần nào, phần shadow đó là phần nào. Shadow thì nó khá là ok rồi đúng không, nhưng bây giờ cái phần áo nó đang ám một chút highlight, thì bây giờ mình làm đâu, vào đâu, vào công cụ là Garden, chọn là highlight vì cái áo này thuộc highlight. Sau đó thì mình sẽ chọn cho nó một cái màu xanh, thì cái màu xanh này mình sẽ tăng lên và mình giữ an là gì, mình giữ an đây thì cái này nó sẽ không thay đổi này. Anh em nhìn nó hiển thị ra một cái đường này, nó sẽ hiển thị ra một cái đường ở đây, và lúc khi đó mình kéo nó không thể thay đổi chỗ khác được. Đó, nó sẽ làm ở cái đường đây. Còn nếu mình giữ control thì sao, mình giữ control nó hiển thị ra cái vòng tròn màu sắc, cái vòng tròn này nó sẽ được cố định ở trong cái điểm này để mình lựa chọn cái màu ám lên cho nó chuẩn, màu ám lên cho nó chuẩn. Đấy, thì ở đây nó áo lên chuẩn rồi này. Nhưng cái hay đó là nó tăng sao dần hơi cao, giảm sao dần xuống, nhưng nó vẫn phải ám xanh nhá. Và đến đây nó một cái này, đến đây thì anh em sẽ thấy cái ưu điểm cực kỳ lớn là gì. Ưu điểm cực kỳ lớn ở cái phần này là có phần lumion, gọi là không gian màu, và có thêm cái lumion là sắc độ sáng tối của màu. Thì ở đây có phải cái áo nó đang bị sáng thì giảm nó xuống một chút không? Giảm một chút nữa là ok không? Rồi bây giờ tiếp theo là mình còn ảnh này vẫn còn phủ hơn và nó có một cái lớp phủ sáng hơn tí nữa. Mình đã giảm shadow tăng black nhưng nó vẫn chưa tạo phủ. Rồi kết hợp thêm công cụ này bắt đầu nó khó hơn một chút, là sử dụng thêm trên cớp chốt điểm vào đây. Tăng cái này lên này. Tăng cái này lên một chút ở đỉnh OH là đỉnh highlight một chút. Tăng cái này lên một chút. Đấy, tăng như anh em phải tăng đều, nếu mà trong trường này nhiều anh em mà tăng mỗi thế này thôi thì phần đen nó đậm. Đấy, mình tăng đều để cái giải từ mid tông trở xuống ấy, nó tăng đều lên và nó tạo ra một lớp phủ sáng lên tấm hình. Đấy, sau đó thì xuống color mix mình can thiệp về da, can thiệp màu da. Đấy, can thiệp màu da và bây giờ mình sẽ dùng lumion mình kéo sáng lên, kéo sáng màu da lên tí. Da hơi xanh thì dùng hue đổi lại, vừa mình cộng 5 thì mình giảm đi một chút. Xem lại màu môi. Đấy. Rồi ok, tạm thời đến giờ mình này đã ok đấy, nó có một lớp phủ nhẹ và bây giờ mình chuyển gì tớt đây. Rồi với ảnh này thì làm gì? Ảnh này anh em nhớ là với những ảnh mà kiểu lớp phủ này, cái phần shadow nó êm như thế này này.
cái phần shadow mà tóc ta nó mềm như thế này thì chắc chắn phải giảm shadow và tăng black thì cái tóc nó mới êm được như thế này. Và tận dụng cái này để sau này khi mà mình làm những cái tông màu như là Hàn Quốc hoặc là Trung Quốc nhẹ nhàng hay là Việt Nam mà muốn là cái ảnh nó êm thì mình nhớ là giảm shadow và tăng black. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái tiếp theo là ở đây muốn tạo ra một cái lớp phủ mà nó trắng trắng như thế mình thì mình phải làm sao, mình phải sử dụng ở cớp và đó mình tăng trắng lên, tăng cái đỉnh highlight lên, giữ lại một mid tông và tăng từ cái điểm mid tông, nghĩa là tăng shadow, tăng kèm cho black thì nó sẽ tạo ra lớp phủ và nó hơi sáng. Và cái nữa là cách ám màu vần sáng và ám màu vần tối. Cái này gọi là lớp phủ màu vần sáng và vần tối, thì khi mà mình muốn thay đổi màu sắc ở một cái điểm sáng hay điểm tối trên cái dải màu thì mình phải lựa chọn đúng là highlight hay là shadow hay là mid tông, phân tích được cái điểm đấy. Sau đó mình ứng dụng cái phần color gradient này vào để mình áp màu, thì ở đây nó sẽ tăng cái, đầu tiên mình sẽ lựa chọn kênh màu, sau đó mình tăng cái độ màu, độ bão hòa làm ám lên cái chất liệu và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng vào highlight chẳng hạn. Còn cái phần lumion là mức độ sáng tối, ví dụ mình muốn nó sáng hơn thì kéo này lên thì nó sẽ làm cho phần áo, cái phần giải sáng nó sẽ trắng lên. Đấy thì anh em sẽ nắm được cái phần color gradient là một chút vào cớp và một chút ở phần basic. Đấy rồi thì cái ảnh này anh em đã hiểu cách nào chưa nhỉ, anh em đã hiểu cách nào ảnh này không và thấy nó có dễ không? 149 anh em, một số anh em đã out trước rồi. Thì em lưu ý là những anh em nào theo dõi hết cái livestream này thì sẽ được theo dõi hết 3 buổi livestream còn lại. Còn những anh em nào out trước hoặc là những cái bạn mà không theo dõi buổi livestream này thì buổi sau sẽ không xem được. Thì sau buổi livestream mình sẽ gửi cho em một cái form đăng ký và mình sẽ chuyển sang một group khác nhé. Rồi anh em đã hiểu cái cách làm của file này chưa? Thấy nó có đơn giản không? Thì cái này giúp anh em hiểu về một số cách tạo phủ đơn giản ở trên Camera đấy. Before này, after này, before này, after này. Before này, after này, before này, after này, before này, after này. Đấy, như vậy là mình đã có một cái tấm hình rất là sạch sẽ và làm cũng khá là đơn giản đúng không? Có video qua lại không thầy? Của Thành nhỉ, anh Thành nhỉ? Có video anh Thành nhá. Không cần kéo blue kia ở thầy, blue làm nhỉ? À blue ở hoa này à, hoa này hơi khác một chút đúng không anh em, tăng blue lên là xong, cái đấy thì không cần nhá. Thời đến livestream đến mấy giờ vậy? Cứ livestream thôi, cứ livestream thôi. Anh em nào ao trước thì báo nhé. Hà Nguyễn Thanh, thầy làm sao để cho màn hình trình chiếu to nhất, to hơn ảnh mẫu là như nào nhỉ? Cũng không hiểu câu hỏi này của bạn lắm nhé. Ví dụ như là cái màn hình của mình ấy, nếu mà các bạn là anh em đang xem qua cái màn hình của anh em thì thấy là nó dài hơn đúng không? Thì đây là mình đang sử dụng trên cái màn hình 34 inch, là cái màn hình của mình chuyên để tập trung vào công việc là training. Thì mình sử dụng cái màn hình nó dài hơn của anh em một chút để so sánh giữa hình mẫu và hình gốc. Đấy, thì nó dễ hơn. Đấy. Và cũng chia sẻ với anh em nhé, anh em cần này nhớ và tư duy về công cụ, hiểu về cách ám màu chứ không phải là anh em học để sao chép theo cái ảnh này nhé. Sao chép ảnh này thì anh em có một cái ảnh giống như vậy thì anh em mới làm được. Quan trọng là anh em phải có cái tư duy để học được về phần tool, hiểu về cách phân tích tấm hình, đấy mới là cái rất là quan trọng. Chứ còn cái phần mà để sao chép cho màu sắc cho tấm hình nó chỉ chuẩn được trên cái hình này thôi, và có thể sang hình khác nó sẽ bị thay đổi đấy. Ở đây thì trước đây nhá, mình cho em xem cái thêm cái này nữa. Trước đây của mình ấy thì mình có thêm một cái công cụ, đó là công cụ đo màu. Đợi chút anh em, đợi chút xem là cái công cụ đo màu ở công cụ đo màu đâu rồi. Trước đây thì mình có một cái công cụ đo màu, đo sau khi làm xong thì mình sẽ có một công cụ đo màu để đo cái tấm hình trước và sau nó có giống nhau hay không. Đo là đo về giải màu. Thì ví dụ như hình này mình sẽ đo này. Anh em nhìn nhé, đây là đo ra giải màu hai tấm hình này. Đấy. Thì anh em thấy sao? Đây là công cụ đo màu của người Trung Quốc. Lúc đấy mình học 2017-2018 về để giúp mình phân tích đo màu giữa hai tấm hình xem nó có khác nhau hay không. Cái giải màu có nghĩa là khi mà làm này thì nó sẽ phân tích về giải màu, nó sẽ làm cho hai tấm hình ấy, nó sẽ đưa về cùng cái giải màu. Đấy thì nó sẽ phân tích được hai tấm hình nó khác nhau hay không.
Thật ra cái này nó hơi khó một chút nên là mình không có đẩy nhiều, cái này nó hơi sâu với nâng cao đấy. Nhưng để mà khi làm xong ấy, chuẩn nhất là gì, sử dụng một cái lớp màu để đo xem là phân tích cái giải màu là cái tấm hình này, hai giải màu tấm hình nó có giống nhau hay không. Ví dụ như hai tấm hình này này, đấy, phần da này, phần gỗ này, đúng không, anh em nhìn thấy nó có giống nhau không? Anh em thấy hai cái dàn giải màu nó có giống nhau không? Phần mũ này hơi khác này, phần mũ hơi khác một chút, bên này nó hơi cyan, còn bên này nó hơi hơi green một chút, còn lại tất cả chi tiết tấm hình nó gần như là rất là chuẩn đấy. Thì khi mà mình làm xong mình có cái đo màu để mình đánh giá được nó có chuẩn hay không. Thực ra cái này hơi khó nên là có thể anh em chưa cần phải sử dụng đến nó nhá. Đấy, thì ví dụ anh em nào không tin thì mình kéo cho anh em thử là cái ảnh này mình làm theo cách khác để em xem là nó chuẩn hay không, em biết ngay nhá. Có nghĩa là mình thử làm cái giải màu nó khác đi xem là nó đo màu nó còn chuẩn nữa không. Ví dụ mình làm như này đi, để như này đi. Rồi bây giờ mình xuống cái phần collagen là mình không phủ ở đây nữa mà mình phủ ở đây. Đấy, sau đó mình open ra và mình là đo màu à. Đấy anh em nhìn này, tức là mình đo màu nha, ba tấm hình đấy. Đấy, cùng một cái lớp bên đây. Đấy, mình sẽ đo màu. Ở đây mình sẽ để là bắp đi. Đấy, thì anh em nhìn thấy sao nhỉ? Anh em có thấy nó khác không? Anh em thấy nó khác không nhỉ? Em comment nhá, anh em comment và để mình tiếp tục sang mình nữa nhá. À, thầy ơi sau bữa livestream này video có tồn tại không thầy? Có em nào quay lại màn hình không nhỉ? Chết rồi, mình cũng quên mất quay màn hình rồi anh em ạ. Mình quên mất quay màn hình rồi. Anh em nào quay màn hình thì có thể gửi lại video mình nhé. Và cũng sorry anh em là thật ra quay lại màn hình thì nó không nét giống như cái màn hình ở trên Facebook rồi. Hơi tiếc là lúc đầu cũng định quay rồi mà sau đó thì do nó trục trặc nên quên mất quay màn hình luôn. Mình quên mất quay màn hình đấy. Đấy là quay màn hình thì cái chất lượng video sẽ nét hơn và đăng lại thì nó sẽ ok, nhưng mà thôi buổi này thì học xong rồi thì nó sẽ xóa để cho những em nào thực sự theo dõi livestream xem được thôi đấy. Phạm Chí Công, thầy có lưu trên lại video không, em không được tư duy để hiểu nên muốn xem lại nhiều lần để cho dễ hiểu ạ. Thứ nhất là những cái video này thì em muốn xem sâu về từng công cụ ấy, em xem trên kênh YouTube của anh nhá. Cái YouTube của anh thì có cũng khá là đầy đủ, nhưng mà muốn cái này thì có đăng lại, cái này có đăng lại và anh sẽ đăng một group riêng dành cho những em nào dành thời gian để theo dõi cái livestream này thôi, 3 buổi nhá. À Hùng Út có quay, ok Hùng, thế là thì mai anh có video rồi, quay hơn 2 tiếng rồi. À, anh em thấy thì anh em nào đầy đủ hết thì có gửi lại cho anh nhá. Rồi gì nhỉ, dành một chút thời gian quảng cáo nhá. Quảng cáo là gì, quảng cáo thì không phải là quảng cáo khóa học mà quảng cáo là mình có kênh YouTube là Hồ Nghĩa đây nhá. À, mình gửi cái link này vào thì anh em có thể dành một chút thời gian nhé, follow cái kênh YouTube của mình để sắp tới mình sẽ làm video thì anh em sẽ xem được nhiều video hơn ở trên kênh YouTube này. Thì đợt vừa rồi nó bị bay kênh nên là kênh nó bị tụt nhiều quá, thì anh em có thể follow kênh YouTube của mình nhá. Rồi, được rồi, tạm thời sẽ dừng lại đây và mình chuyển tiếp sang ảnh khác. Đấy, thì cái công cụ màu này khá là lợi hại, thì cái này có gì mình sẽ bật mí sau nhá. Có thích nhân đang hỏi để có chia sẻ, cái này từ từ anh sẽ chia sẻ sau, hiện tại đang nằm trong khoa học nên là anh chưa chia sẻ vội. Cứ xem theo dõi nhiều trên kênh YouTube, sắp tới thì có thể anh sẽ làm video anh chia sẻ cái này. Đó, và cái này nó sẽ là khó, thực ra chỉ để đo màu thôi chứ còn để mà phân tích được trên cái này thì nó sẽ mất thời gian lắm. Đấy, ví dụ hai hình nó khác nhau là anh em nhìn thấy luôn. Đấy, nó khác nhau về giải màu, ví dụ highlight vừa lúc đây là cái phần highlight vừa ám blue, còn highlight này nó ám cyan này, thì nó sẽ cho ra hai giải màu khác nhau. Thì cái này nó giúp mình đo về giải màu, nó sẽ đọc được cái màu sắc ở trên tấm hình ấy là gì. Đấy. Chậm tiêu hóa lên mới hiểu sơ sơ hu. Vâng. Em thì cố gắng xem nhưng không hiểu lắm. Ok, được rồi. Video sẽ được đăng lại anh em nhé. Mình sẽ gửi cho anh em cái form đăng ký sau. Đã follow, đã đăng ký rồi thầy.
Rồi tiếp tục anh em nhé, mình sẽ đi thêm và chuyển thêm sang hình tiếp theo. Con này mình sẽ học về những công cụ căn bản thôi. Căn bản là những cái công cụ chuyên sâu trên Camera Raw và tập trung hoàn toàn vào Camera Raw thôi, nên những cái hình nào mà sử dụng Photoshop thì có thể bỏ qua. Cái ảnh này cũng được kéo trên Camera Raw này, nhưng thôi để mình tìm một cái ảnh khác. Đây. Em đợi chút để mở lại cho anh em xem một số bộ ảnh với phong cách Trung Quốc của mình mới chia sẻ cho anh em nhé. Rất là hay đấy, mình muốn chia sẻ lại cho anh em để anh em hiểu cái cách kéo đấy và để em biết là cái tính ứng dụng nó như thế nào. Ồ, ép. Đây rồi. Đây là những bộ ảnh mà mình được học ở Trung Quốc. Đây thì em sẽ xem qua này. Xem qua những cái ảnh mà làm bằng cái cách mà ám màu ở trên cái phần Color Garden ấy, rất là đơn giản thôi đấy. Thật ra ở Trung Quốc thì nói thật với anh em là pha chụp ở Trung Quốc bao giờ cũng tốt, nhưng mà ở thời điểm này thì để mà tốt hơn Việt Nam chưa chắc là tốt hơn Việt Nam đâu. Ở Việt Nam thì mình thấy là một số anh em mà đang cộng tác làm việc cùng mình ấy, thì anh em chụp file không kém gì cả Trung Quốc cả. Đấy, nhưng những cái file này thì anh em cứ áp dụng những công cụ ám màu vùng sáng, ám vùng tối vào nhá. Thì đây là một cái bộ ảnh ở Trung Quốc, ví dụ như này. Ở đây mình sẽ cho anh em xem thêm vài bộ nữa cũng làm cùng theo cách phong cách này đây. Đấy, vẫn sử dụng Color Garden này. Đấy, thì anh em xem này. Đấy, thì anh em xem này, đây những cái màu mà ám vào vùng sáng, ám vùng tối thì anh em nhìn này, cái phần ở đây có thể là ám cái phần shadow ám mạnh hơn một chút cả mid tone này, nhưng đấy, vùng tối ám màu này. Và tự nhiên làm cho cái ảnh nó sang hơn. Thì để lựa chọn cái ám màu gì và mình sẽ lựa chọn để vùng tối ám màu gì thì anh em cần phải xem nhiều phong cách Trung Quốc, tham khảo nhiều là cái giúp anh em có một cái tư duy và có một cái điểm dừng nhất định. Và khi mình đã có một cái follow hay một cái gu mình thích rồi thì dần dần mình cứ phân tích highlight, phân tích shadow, sau đó mình cứ làm dần, một lần không được, hai lần không được, và nhiều nhiều lần thì chắc chắn nó sẽ được. Thì phải chịu khó anh em, quan trọng nhất là anh em phải chịu khó rèn luyện và luyện tập đấy. Thì những cái phong cách này hoàn toàn là những cái phong cách mà mình đã chia sẻ cho anh em ở cái cô Jordan ấy, mà ám ở trên Color Garden ấy, nên là cái nó rất là quan trọng, nhưng chứ không phải là mình chia sẻ miễn phí là nó không hay đâu anh em nhé. Đây là những cái kiến thức cốt lõi trong khóa học mà giúp anh em có một cái nền tảng công cụ rất là chắc. Thì cố gắng là anh em xem xong video này, có thể là quên thì có thể xem lại nhé, cố gắng xem lại. Đấy, những cái này thì có sử dụng thêm một chút Golden Map ở trong Photoshop, nhưng mà cái cách xử lý màu nó như vậy, highlight ám vàng và vùng tối với ám màu, thì đây là những cái đặc trưng ở Trung Quốc. Thực ra những bộ ảnh này thì cũng khá là lâu chứ không phải là gần. Những bộ ảnh này thì đã được mình học từ 2017, 2018, 2018 mình đã sử dụng cái hình này rất là nhiều. Hiện tại thì mình đã thay đổi, phong cách Trung Quốc nó đã thay đổi, nó có thêm những khá nhiều tông màu nhẹ nhàng rồi, đây những tông màu về đậm màu. Đấy, ví dụ như là đây Trung Quốc này, phong cách cho áo dài hỏa này, em nhìn là màu lên rất là sang này. Đấy. Và hoàn toàn xử lý khoảng 100% trên Camera Raw. Đầu tiên file gốc nó cũng có vùng tối ám màu như thế này đâu. Vùng tối này sẽ được ám màu, đầu tiên nó chỉ là màu gỗ trắng thôi, nhưng mà sau khi sử dụng cái công thức đấy vào thì mình sẽ làm được những chiếc ảnh như thế này và rất là nhàn, cực kỳ đẹp. Khá đơn giản. Nhiều anh em thì nghĩ là kéo ảnh nó khó khăn hay nó là một cái gì rời bẻ, phải áp dụng bởi xét hay cái công thức gì đó lớn lao, nhưng không phải đâu anh em. Chỉ cần những công thức cơ bản nhất, nếu mà mình nắm được thì mình kéo càng ít chuẩn công cụ là được, thì mình sẽ ra được cái màu rất ok. Đấy, ví dụ như file gốc này, đây là file gốc này, và gần như là cái màu shadow nó không ám màu gì cả. Thì anh em cứ lựa chọn những cái công thức mà mình đã chia sẻ cho anh em phần ở cổ phần Color Garden ấy, hiện tại nó có thêm một cái không gian màu làm nhàn hơn rồi, ám màu tốt hơn rồi. Đấy. Thầy chưa chia sẻ link hình bên OIO thầy ơi, ảnh trong studio. Thầy chưa chia sẻ link bên OIO, link OIO thì tạm thời anh chưa chia sẻ vội em nhé, em cứ theo dõi đi, anh cũng định chia sẻ nhưng mà có một số link gì để anh sẽ làm thành video anh chia sẻ sau. Hiện tại đang nằm trong cái group của học viên nên là các bạn đang có phản ánh một chút thì cái đấy sẽ chia sẻ sau. Đấy thì em xem qua lại đấy, những cái chất ảnh như này nhá, cho xem mấy bộ luôn đều cùng một công thức. Và mình cũng lúc đầu mình sang Trung Quốc mình giật mình, mình không nghĩ là ô nó lại đơn giản như vậy à, cứ nghĩ là nó phải gì đó rời bẻ, nhưng thật ra là cũng không có khó. Đây phong cách studio này. Đấy, phong cách studio này thì mình đã có một video trên YouTube rồi hướng dẫn xử lý phông, cái này chủ yếu quay về hướng dẫn xử lý phông thôi và làm màu cũng rất là basic ở trên Camera Raw. Cũng ám màu, cái này vùng tối hơi ám màu anh em nhé, vùng tối hơi ám màu một chút, một dạng cyan một chút.
Thì đây những bộ ảnh từ khá lâu rồi, 2019. Stock là 2019 là từ 2018, chứ bộ này từ 2018 lúc mà mình mới học ở Trung Quốc. Đấy, phong cách đường phố cũng như vậy thôi, phong cách đường phố thì cũng vẫn là ám màu vùng tối, vẫn là kiểu nha. Đây là đường phố Trung Quốc, nhưng mà phong cách này thì nó không phù hợp ở Việt Nam ở thời điểm này lắm. Rồi, quay lại, thì đấy là cái công thức về collagen thì anh em cần lưu ý. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình xử lý thêm một cái hình ảnh nữa, sau đó mình sẽ kết thúc cái buổi đầu tiên này ở đây, dừng lại ở đây. Có một cái hôm nay mình chưa chia sẻ nhiều ở phần, ở đây, có một cái tấm hình vừa, có một bạn nữ hỏi cái này. Đây, có một bạn nữ hỏi về phong cách chỉnh cái ảnh này đúng không? Cũng khá là dễ, cũng đẹp đấy, phong cách này cũng khá là đẹp. Thật ra ở Việt Nam mình có một số file chụp ra như này thì làm cũng không khác gì mấy cả. File chụp men sáng rất là tốt. Thì bây giờ phân tích trước, cái quan trọng là gì? Quan trọng không phải là anh em áp dụng bài xét hay có bài xét đẹp ở đây, quan trọng là phân tích được cái tấm hình. Cái tấm hình nó đang ám màu gì, highlight ám màu ra sao, mức độ sáng tối, cái giải sáng tấm hình nó như thế nào. Thì ở đây mình sẽ sử dụng basic đầu tiên này, vẫn là cái gì khác thì kéo đầu tiên, cộng tím cho nó hồng hồng lên một chút, giảm vàng lên, cái này file này rất là dễ rồi, lưng sáng lên này, lưng shadow để lên được cái chi tiết sợi tóc lên như là anh em nhìn cái sợi tóc này, giảm black xuống, giờ trừ màu rực này, trừ màu nóng này, tăng màu yếu lên này, giảm highlight đi này, giảm white đi một chút. Rồi giảm nhiệt độ màu, giảm vàng một chút. Đấy, và bắt đầu nhìn vào chi tiết để mình kéo theo. Chi tiết thì mình phân tích là phần tối là shadow đang ám màu gì. Thì nhìn cái shadow này nó hơi đỏ một chút. Cái shadow của mình thì nó không ám đỏ thì xuống cái phần đơn giản là con người lên này, chọn shadow. Và ám màu gì thì mình ấn vào cái vòng tròn màu sắc của shadow này, ví dụ là màu đỏ này. Đấy, đây là sao sự áp lực, lập tức nó sẽ ám cái màu đỏ vào phần tối, đỏ hoặc là hơi tím tím một chút. Cái này nó sẽ hơi tím vì nó theo tông, thì nó sẽ làm cho tất cả màu sắc nó theo kiểu như quy tắc phối màu liền kề, nó đưa cái tấm hình nó về một tông màu. Rồi bây giờ bắt đầu cần phải chỉnh lại màu da một chút cho nó sáng hơn, thì color mix. Đấy, da nó hơi vàng hơn một chút, cái này của mình nó hơi đỏ chẳng hạn, hơi vàng xanh hơn chút, thì dùng cái phần Oregon ở hue này đổi màu da này, chuyển sang hơi xanh nhẹ một tí. Đấy, và đây thì anh em nhé, ví dụ như là em cần quan tâm nữa thì cứ nhìn vào chi tiết, nhìn xem phần nào khác, phần nào trên tấm hình nó đang còn khác màu thì can thiệp lốt. Ví dụ như cái áo bên này nó hơi bị cyan này, nó hơi cyan, còn bên này nó hơi tím. Xuống đây, kéo cái này lập tức, đấy, cái áo nó sang cyan. Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là phân tích được và đánh giá được từ giải sáng, từ shadow đến highlight. Mình xem nó ám màu gì, trang phục nó có bị phủ màu blue hay phủ màu tím, shadow cũng như vậy, shadow phần tóc ấy. Đây. Và cách kéo rất đơn giản nha anh em, rất là đơn giản để tạo ra cái màu trong ra rất là ok. Đấy, thôi được, hình này rất là dễ. Bây giờ tiếp theo là mình chia sẻ cho anh em một cái mẹo nữa để làm một cái hình cái lèo nhá. Cái lèo thì hơi khó hơn một chút. Lèo này thì phải cho anh em xem cái hình ảnh hoàn thiện, hình ảnh hoàn thiện thì sẽ ok hơn. 2019. Anh em đợi chút để mình mở cái ảnh lèo lên. Cái file lèo này thì từ khá lâu rồi, khá lâu nó đang nằm ở một cái máy khác thì phải, trong này nó không còn nữa rồi. Ở đây nó không còn rồi. Để mình xem lại trên khoa học nền tảng nhé, xem lại trên khoa học nền tảng là xem là cái file nó còn không. À đây đây, đây là hoàn hình sản phẩm cuối cùng này anh em. Thì cái này nó cần hậu kỳ nhiều hơn Photoshop, nhưng thôi được, đầu tiên mình sẽ dạy em kéo như này đã. Còn làm hậu kỳ Photoshop với file này cũng không hề khó nhé, cũng rất là dễ thôi. Đấy. Thì đây là cái file sau khi được hoàn thiện. Đấy, còn đây là cái file được kéo màu ở trên Camera Raw thôi. Cái này thì nó thiên về phần xử lý hậu kỳ nhá. Cái này nó thiên về phần xử lý hậu kỳ để làm sao ảnh nó đậm màu hình khối và nó làm cho nổi bật. Kết hợp thêm một số hiệu ứng ánh nắng, OLED nữa. Bây giờ mình sẽ
là một file. Cảnh vô song ổn, quan trọng em làm concept nó như thế nào có đến không. Ở cái ảnh này là gì, ảnh này thật ra nó rất đơn giản, nó là phần trừ màu thôi. Và đây mình sẽ có một cái mẹo rất là nhanh để em có thể làm được những cái phong cách như này, nó không hề khó. Thầy ơi mà em hút nha, đợi xem lại video chứ giờ em không thích được nữa. Em đợi một chút đi, khoảng 10 phút nữa nhé, để em có thể tham gia được group nhá. Khoảng 15-10 phút nữa là xong thôi, chắc anh live trên một hình nữa là ok. Anh đâm trắng đi thầy tí nữa xem còn thời gian không. Anh Hùng, Hùng Văn Trấn à, em chào anh Hùng nhá, lại phải gặp gỡ thầy để bàn cách sống thôi. Có hẹn anh rồi mà đến lúc bận quá chưa gặp được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kéo này. Cái mẹo của mình là làm nó bị thiếu độ bão hòa, thì anh em kéo này, giảm này xuống, tăng này lên, giảm hai này đi. Ở đây mình phải giảm vibrant nhá, rất hay là mình giảm vibrant. Sau đó mình lại cộng saturation lên, đấy, là ngược lại để nó nổi bật những cái màu nóng. Ở trong này nó có những cái tông màu nóng như một cái áo, màu những cái lều này, những cái chỉ cam nó cần nổi bật đấy, thì mình làm ngược lại. Ngược lại thì đó mình giảm saturation và tăng cái màu này, thì nó tăng màu nóng này. Đấy, sau đó thì mình tăng một chút clarity lên. Rồi xuống đổi màu lá cây này. Đổi màu cái phần lá cây là color mix này. Đấy thì đổi những cái màu này xuống sang này. Rồi trừ hết màu đi, trừ hết màu xanh đi. Trừ hết màu xanh thì để ý là cái lèo nhá. Trừ cái phần luminance yellow đi. Bây giờ phải đổi cái màu tiếp, màu lá cây nó sang hơi cam cam này. Sang hưu. Đẩy cái lèo nha anh em nhé, giảm màu là sẽ đẩy cái lèo tí nhé, không là nó sẽ mất màu cái lèo đấy. Ở đây mình sẽ cần ra màn có độ bóng hơn này, vẫn như cái mình đã nói anh em, tăng độ bóng thì làm sao, tăng white lên thì ra màn nó sẽ lên độ bóng. Rồi xuống phần xử lý da mặt, những phần nào mà màu nó thừa màu trừ bớt đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao cầm cộng động xuống như này, thì em nhìn ở đây nó bị tối màu xuống nhiều, anh em cứ cố gắng là anh em sẽ trừ hết cái này, nhưng mà anh em phải kết hợp thêm như này này, trừ màu xuống cho nó tấm hình nó tối xuống, hoặc là gom luôn hậu kỳ sử dụng cái hình tròn này, zenith filter đấy, kéo này, sau đó thì ảnh hưởng đến bên ngoài thôi, để cho nó đậm xung quanh lại, gọi là xử lý hậu kỳ cho xung quanh nó tối lại. Phần này vừa mình chọn color để phủ cái ảnh kia thì mình chấm vào màu trắng là sẽ quay mặc định. Ở trong này có phần filter này, tăng phần filter lên. Ở đây có vị invert này, invert là đảo người vùng chọn nhé, invert đấy thì sẽ đảo ra ngoài này. Sau đó thì làm sao, trừ cái độ bão hòa xuống. Rồi bây giờ sẽ cân chỉnh lại shadow và highlight shadow một chút cho nó sáng này tí này. Rồi như vậy là nó cũng ra khá là giống rồi đấy. Còn chỗ này ra cộng đậm nha anh em, xử lý cho đậm xuống một tí thôi, đậm xuống một tí nữa, trừ màu lá cây. Bây giờ mình mà trừ lửa ấy, mình trừ lửa ở cái màu cam hoặc màu vàng này đi ấy, trong phần color màu da đi này, thì cái phần da nó sẽ bị bợt, nó được cái màu lá cây mà thế nhưng phần da nó sẽ bị bợt đi, thì mình sẽ lựa chọn cái này là để ra shop mình xử lý lại, ra cộng đồng xung quanh một chút là ok. Đấy thì trong này nó sẽ làm sao, nó có cái thằng này này, nó sẽ trừ, ví dụ trong đây mình sẽ cần phải làm nổi bật những gam màu nóng, những cái chỉ nó sẽ là những cái cần phải nổi bật, thì mình sẽ tăng cái saturation lên, phải tăng màu nóng và giảm vibrant đi để cho nhẹ nhàng. Thì cái ảnh này nó cũng không có giúp anh em hiểu nhiều về công cụ đâu, nhất là chỉ là tư duy về cái kéo màu thôi. Đấy, như vậy là xong. Và hoàn toàn anh em có thể lấy đo màu là màu da sẽ rất là giống rồi. Đo công cụ màu và là ok.
Rồi thì bây giờ này là mình sẽ cho đầu nhóm lại công cụ anh em nhé. Bây giờ bắt đầu mình nhóm lại công cụ này, anh em cần, có thể anh em sẽ cần chuẩn bị sổ bút để ghi nhá. Đây là những cái quan trọng đấy, mình sẽ ghi lại. Còn rất là nhiều những cái nữa về Camero, nhưng thôi tạm thời mình sẽ chia sẻ hôm nay đến đây, chủ yếu tập trung vào hai phần, đó là phần basic và phần collagen. Còn phần cớp nữa thì cái phần cớp này mình sẽ chia sẻ thêm khi mà học về tông màu Trung Quốc ở buổi thứ ba, là trên buổi ba công chú đường phố mình sẽ chia sẻ về cớp. Còn một công thức về tông màu Việt Nam thì mình sẽ sử dụng thêm phần collagen và cách phối màu ở buổi mai, thì buổi ngày 18, 16, 18 thì buổi 18 mình sẽ dạy cho anh em cái cách để em kết hợp công cụ lại với nhau. Còn hôm nay mình học là hiểu về tác dụng của từng công cụ. Còn buổi ngày 18 thì mình sẽ học dạy cho anh em để em kết hợp màu được. Quan trọng là gì? Hiểu công cụ rồi, nhưng mà cái khó nhất của anh em là gì? Khó nhất của anh em là kết hợp công cụ màu với nhau. Làm sao mình kết hợp để phối màu để tạo ra những màu sắc nó đặc biệt một chút. Ở đây. Đây có một hình ảnh này cũng khá là đẹp và cách kéo nó cũng rất là đơn giản, thế thôi, tiện mình làm nốt cảnh này nhá. Còn đây là phong cách kiểu Hàn này anh em, Hàn nhưng mà phai gốc, bản thân là phai gốc này cũng khá là tốt. Đây có một lớp phủ nhẹ này. Phủ này giảm shadow tone black thì cái này rất đơn giản rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái tím mình này thôi. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em blend được màu cái phong cách này nhá, và giúp em hiểu thêm một cái công cụ color mix. Vì thật ra cái này nó chỉ là cơ bản thôi, nó chỉ là cơ bản thôi, nhưng mà thôi. Cũng có thể một số anh em ở trong này, vì đa phần có một số anh em học vì đam mê, có anh em cũng chưa sử bao giờ, thì mình nói luôn để anh em có thể lắm được những công thức phần color mix này, đổi màu. Đấy, đây file gốc đây này, nếu những cái file này mà anh em vẫn cứ đi lấy những cái preset của tải bất kỳ đâu về sau đó áp vào thì rất khó để em có thể làm ra những màu nó xuất sắc được. Thì cái quan trọng nhất là vẫn đi tham khảo với biên điểm rừng thôi. Thì cái ảnh này này vẫn chỉnh này cái gì, vẫn chỉnh cái gì khác biệt nhất trên tấm hình, cái gì mà khác lớn nhất cho mình thì mình sẽ chỉnh. Thì đầu tiên là gì, nó bị vàng quá thì đây mình sẽ giảm nhiệt độ màu đi này, tiếp theo mình sẽ lưng sáng đây này, đấy, giảm chút highlight xuống, da mặt thì nó bị xanh green cộng tím em. Rồi bây giờ cái điểm khác biệt lớn nhất là gì, thì ở đây có cái công cụ color mix, rất nhiều anh em sẽ không biết thì color mix là công cụ đổi màu. Bây giờ mình cứ cái tiêu chí là cái điểm màu nào khác nhất tới mình thì mình sẽ phải can thiệp đầu tiên. Thì ở đây cái này nó đang chuyển từ green sang aqua này, đấy thì chưa biết sử dụng ở đây, chọn hue và đặt vào đây, kéo này. Đấy, thì lập tức mình đã có một cái tấm hình khá là giống rồi đúng không? Nhưng khi mình kéo này nó bị vỡ màu nhá. Anh em nhìn này, kéo nó bắt đầu xảy ra trường hợp bị vỡ màu này, nó bị giảm. Màu sắc trên này, váy này nó bị mấy màu này, nhìn này. Lẫn màu xanh và aqua này. Thì đây là cái nhược điểm mà mình đã nói, đó là nó thay đổi hai công cụ này. Khi mình sử dụng cái công cụ green và aqua này, em nhìn thấy này. Green và aqua thì nó đang thay đổi trực tiếp trên hai công cụ sử dụng cái mắt thần này. Thì ở đây mình cần phải sử dụng mình làm chuyên nghiệp, có nghĩa là đa phần là các bạn sẽ làm theo chuyên nghiệp thì các bạn phải biết tác dụng của từng công cụ một để mình kéo. Đấy, mình kéo từng cái một. Đấy, thì khi mình kéo như thế này thì nó sẽ khớp và nó sẽ không làm cho ảnh bị vỡ màu. Nhìn cái váy này mình làm từ từ thôi. Đấy, thì mình chỉ làm như thế này thôi để làm sao nó không vỡ màu này. Cái váy nó vẫn luôn là một màu này. Sau đó thì can thiệp thêm phần basic, chứ đừng một phát mà sử dụng cái cơ này nó sẽ thay đổi hai công cụ và khi đó mình lại phải cân chỉnh lại. Thì thay vì đó mình sẽ tự chỉnh và cố gắng là hiểu công cụ hơn, vì nếu anh em đã xác định đi sâu với nghề này thì anh em phải hiểu tác dụng của từng cái công cụ aqua trên này, aqua này, trong công cụ hue này, trên không gian màu thì mình phải hiểu về hue này để làm gì, đổi cách màu đấy. Và đây mình sẽ vào basic, mình cân chỉnh lại một chút nữa, tăng ngoài này, tăng cái độ bóng lên, cộng tí lên một chút nữa. Trả lại màu vàng một chút, nó hơi blue. Đấy, việc của anh em bây giờ chỉnh rất đơn giản rồi đúng không? Việc còn lại em chỉnh chi tiết rất là đơn giản. Đấy, thì như vậy là xong. Thì cái này nó giúp anh em hiểu hơn về công cụ color mix. Và quan trọng nhất là gì? Cái điểm khác biệt lớn nhất với mình là cái điểm phải can thiệp đầu tiên. Sau đó hẳn cái câu chuyện là can thiệp cái màu sắc gì đó. Can thiệp những cái chi tiết làm cho tinh tế hơn, hay can thiệp là collagen hay shadow black, cứ cái gì nó khác nhất trên cho mình thì mình sẽ can thiệp đầu tiên, đặc biệt là về nhiệt độ màu, đặc biệt là về độ sáng, giải sáng và nhiệt độ màu đấy. Ok, với ngày như vậy là tạm thời là đã ok, thì buổi học hôm nay chắc là dừng ở đây và bắt đầu đến phần tổng kết. Thì cái này nó sẽ khá đầy đủ, thì mình sẽ nói qua một chút, anh em cứ ghi chép đi nhá, buổi sau ấy thì mình sẽ học sâu hơn về những công cụ này.